Toman và kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và Toman tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện sập bẫy, một tác phẩm được viết bởi tác giả củ hành không cay. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cô gái Hạ Vi của chúng ta thoát chết và âm mưu đằng sau đó là của rất rất nhiều người và trong đó có ai? Liệu rằng cô gái mà phản bội cô đi theo anh chàng vu lãng có liên quan đến những cái chết xung quanh cô hay không? Và Tâm An cũng đang rất tò mò về thân phận thực sự của Hạ Vi. Cô gái này là ai? Câu trả lời sẽ có trong tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện Sập Bẫy. Hạ Vi siết chặt điện thoại, nằm đầu ngón tay trắng bệch, giống như bị ai xui khiến. Cô đăng nhập mạng xã hội, hàng loạt tin nhắn và thông báo dồn dập gửi đến. Tiếng kêu vang lên liên tục, giống như tiếng quỷ đòi mạng. Hạ Vi sững người trong giây lát, Mặc dù cô chuẩn bị tâm lý Nhưng lúc này không thể nào kìm nén được sừng sốt Cùng với sự hoàng loạn Vô số người tấn công trang cá nhân của cô Trời mắng cô thậm tệ Và nguyền rủa cô rằng Người chết nên là cô Nhiều fan của Trương Nghê đe dọa Nếu như gặp cô bên ngoài Chắc chắn họ sẽ giết cô Bàn tay Hạ Vi run rẩy. Đột nhiên một tin nhắn mới gửi đến Cô vô tình nhấn vào một đoạn video búp bê được thả từ trên cao xuống đất Đầy máu me Tay chân của búp bê vỡ nát rồi rơi ra Đầu vụn thành từng mảnh Mắt lồi ra Kèm theo là tiếng cười lanh lành và rùng rợn Hạ Vi giật mình ném điện thoại qua một bên Trái tim của cô Vẫn đập thình thịch Cô thu người lại ngồi trong một góc Những hình ảnh búp bê liên tục ám ảnh cô Nhìn vào chiếc điện thoại luôn nhấp nháy Âm thanh trong trẻo vang lên lại khiến trái tim của cô giật thon thót cô kinh hãi hét lớn hạ vi vẫn giữ nguyên tư thế đó suốt mấy tiếng đồng hồ màn đêm buông xuống trong căn phòng chỉ còn một mình cô đêm đen lạnh lẽo bao phủ lấy cô hạ vi dựa vào tường tóc tai rũ rượi giống như một cái xác đột nhiên lúc này ngoài cửa có tiếng đập rồn rập hạ vi giật mình hoảng loạn cô thu mình vào một góc trong khoảnh khắc đó cô vô cùng căng thẳng ra sức cắn chặt môi đến khi nghe mùi tanh nồng trong miệng vẫn không dừng lại cô như phát điên cứ dùng móng tay bấu vào đùi mình đau đớn đến mức nước mắt tứa ra đột nhiên một giọng nói quen thuộc kéo cô về với thực tại hạ vi hạ vi mở cửa cho tôi hạ vi nghe thấy nước mắt đột nhiên tuôn xuống cô dừng bàn tay đang giày vò mình buông thõng sang hai bên cô nghe thấy giọng anh nhưng lại không đủ sức mở cửa cho anh hoàng đăng lúc này mất kiên nhẫn một cước đạp văng cánh cửa thoáng chốc đầu óc của anh trống rỗng không thể nào nghĩ được điều gì khi người thấy mùi máu nồng nặc phải qua một lúc hoàng đăng mới thích ứng được bóng tối tìm anh nhói lên như bị kim đâm khi nhìn thấy hạ vi đang ngồi thẫn thờ trong góc điện thoại vẫn liên tục nhấp nháy và gieo lên theo quy luật. Mỗi lần như vậy, cô đang ngồi yên lại giống như bị điện giật. Vừa nhìn thấy anh hiểu mọi chuyện, cô lại không nghe lời anh, Hoàng Đăng vừa giận lại vừa đau lòng. Dường như tất cả tức giận của Hoàng Đăng đều đổ dồn vào chiếc điện thoại kia. Anh như phát điên, ném nó vào tường vỡ nát. Hoàng Đăng quỳ xuống, ôm cô vào lòng đầy chua chát. Đừng đọc đừng tin gì hết hoàng đăng cắn chặt răng che giấu sự run rẩy tự trách của chính mình anh đưa tay mở đèn rồi vén tất cả màn cửa lên hạ vi vốn quen với bóng tối lúc này không thể thích ứng được cô đưa tay che mắt gương mặt đờ đẫn đôi mắt cô đỏ ngầu cố gắng gượng cười em nghe thấy anh gọi cửa nhưng em không đủ sức đi đến đó có tôi ở đây em đừng sợ hoàng đăng em rất đáng ghét có phải không sao không có ai thích em chứ em đừng nói nhảm tôi không phải là người sao hoàng đăng không vui nhìn cô hạ vi vừa cười vừa khóc trông rất buồn cười đột nhiên hoàng đăng xoay người ra ngoài mở chiếc túi nằm trên đất lên lấy ra một chai rượu tôi biết em không vui muốn uống một chút chứ Hạ Vi chớp mắt rồi gật đầu. Từ lượng của cô luôn tệ, lúc này cũng không khác là mấy. Cô vừa uống vài ly, bắt đầu làm nhàm. Từ bé, em luôn cô độc. Em chưa từng có người bạn nào thật sự. Ai tiếp xúc với em đều gặp xui xẻo. Em khiến mẹ nuôi hư thai, khiến ba nuôi em gặp tai nạn, khiến trương nghe, thư ý phải chết. Em đúng là sao trời. Em nói như thế, tôi không phải là người ấy. không phải tôi luôn sống và đứng trước mặt em sao nhưng chính em khiến dự án phim của anh bị hoãn lại còn gì anh cũng suýt nữa phải chết vì đi tìm em đúng em rất xui xẻo nên ngoại trừ người mạng lớn như tôi thì không ai chịu nổi em tốt nhất em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đúng không nào em thấy tôi nói đúng chứ gương mặt hoàng đăng kề rất sát mặt cô hơi rượu phà vào mặt cô khiến cho cô cứng đờ cô nhìn chằm chằm vào môi anh đột nhiên cô muốn hôn anh may mắn là cô kiềm chế kịp lúc thời gian như ngưng động, hoàng đăng bỗng chủ động kéo cô vào lòng mình hạ vi ôm lấy thắt lưng anh nói ra lời thật lòng nhất hoàng đăng à có anh ở đây thật tốt Quá khứ của em tôi không thể nào xen vào. Nhưng tương lai, tôi nhất định sẽ đồng hành cùng với em. Em muốn ra ngoài, hít một chút gió. Hoàng đang do dự một chút, sau đó vẫn chiều theo ý cô. Hạ Vi rất vui, thi thoảng còn hát vài câu. Hiểm khi cô mới thấy thoải mái giống như bây giờ, đã từ rất lâu rồi, cô luôn phải gánh vác mọi thứ một mình. Hôm nay cuối cùng, cũng có người đồng ý san sẻ với cô đi đến công viên hạ vi mệt mỏi ngồi xuống ghế do vừa uống rượu nên lúc này cổ họng cô khô rát hoàng đăng à em khát nước lắm ừ em ngồi yên đây anh đi tìm xem có cửa hàng tiện lợi nào không rồi anh mua nước cho em nhé ngồi yên anh quay lại ngay hạ vi gật đầu phồng má nũng nịu như một đứa trẻ hoàng đăng đi chưa được bao lâu thì có một nhóm thanh niên đến gây sự với cô là cô ta sau khi giết người mà cô ta còn ung dung ở đây dạo phố đúng là khốn nạn thật một cô gái nhuộm tóc màu đỏ hét lên ra hiệu cho nhóm bạn của cô ta nó ở đây hạ vi có hơi choáng choáng nhưng không đến mức say rượu không biết gì cô biết nhóm người này không có ý tốt với cô cô liền cảnh giác tôi không quen với các người các người là ai hạ vi dùng mình trước ánh mắt của bọn chúng Cô gái tóc đỏ đi đến, chẳng nói chẳng rằng giật phăng khẩu trang của Hạ Vi rồi ném xuống. À, cô đúng là rất xinh đẹp, nhưng mà lòng dạ của cô thật là kinh tởm. Hạ Vi còn chưa kịp phản ứng, liền bị hất chai nước trái cây vào người. Cô giật mình kêu lên một tiếng, nhưng không kịp tránh. Chiếc áo trắng bị nước trái cây nhuộm đỏ. Còn kêu sao? Mới bị như vậy mà kêu rồi sao? Mày có từng nghĩ chương nghe đau đớn thế nào? khi rơi xuống từ trên cao như thế không mày có nhớ hình ảnh cuối cùng của cô ấy không hạ vi sững người nhớ đến dáng vẻ hôm đó của trương nghê một nam thanh niên tiến lên bắt lấy cổ tay của cô hắn vô cùng thô bạo dường như dùng toàn bộ sức lực muốn bẻ gãy tay cô hạ vi đau đớn hét lên một tiếng cố gắng dãy giụa để đẩy hắn ra tránh xa tôi ra tránh ra đáng nhẽ mày phải chết trong tù Tại sao mày được ra ngoài chứ? Mày nghĩ có người chống lưng là mày không sợ trời không sợ đất chứ gì? Bây giờ tao thử đánh chết mày ở đây, xem nó có cứu kịp mày hay không. Hạ Vi hoảng loạn khi nhìn thấy trên tay cô gái kia đang cầm theo một con dao gọt trái cây. Buông tôi ra, các người còn làm càn, tôi báo cảnh sát bây giờ. Lời còn chưa dứt đám người kia đã cười sặc sụa, cô gái tóc đỏ cười đến đỏ bừng cả mặt mày báo đi có cần tao cho mày mượn điện thoại không hạ vi vùng vẫy muốn chạy thoát nhưng mà nhìn thế nào cô cũng không thể nào chạy được một nhóm thanh niên cao to thế này chẳng mấy bước đã bắt được cô con dao trong tay cô gái kia kề sát vào mặt hạ vi vừa muốn rạch xuống thì cổ tay đột ngột bị bẻ về phía sau con dao lúc này liền rơi xuống đất cô ta đau đớn hét lớn cả người run lên bần bật anh là ai chứ? Đừng có xen vào chuyện của bọn này." Cô ta gầm gừ, trừng mắt nhìn đám bạn của mình. "Tụi mày còn đứng đấy làm gì, đánh chết nó cho tao." Nhóm thanh niên nhìn nhau sau đó gật đầu, đồng loạt lao lên. Hạ Vi lo lắng cho Hoàng Đăng, nhưng chẳng mấy chốc anh lại xử lý gọn đám người này. Thần thủ của anh rất nhanh, ra tay rất gọn gàng. Đến bây giờ Hạ Vi mới biết, dáng vẻ đánh nhau của anh cuốn hút như thế nào bọn họ chửi thề vài câu rồi tấn công hung bạo hơn nhưng kết quả đều bại trận chúng sợ sệt trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng chẳng nói chẳng rằng mà kéo nhau bỏ chạy thoáng cái chỉ còn cô gái tóc đỏ đứng đó cô ta ôm cánh tay bị thương của mình cất cao giọng đừng có vui mừng quá sớm ông trời sẽ trừng phạt các người hoàng đăng vốn còn muốn dạy dỗ cô ta một chút nhưng phát hiện hạ vi đang kéo áo của mình gương mặt cô trắng bệch đang còn rất sợ em có sao không hoàng đăng à em muốn về nhà hoàng đăng cũng có ý định này anh không muốn cô chịu thêm bất cứ công kích nào anh cởi áo khoác khoác lên vai cô để che đi vết bẩn sau đó lại mở chai nước đưa cho cô hạ vi gượng cười gật đầu thay cho lời cảm ơn Lần này Hoàng Đăng đưa cô về bằng xe, tránh đi bộ, bị nhiều người dòm ngó. Thang máy chưa được sửa, vậy là họ cùng nhau leo thang bộ. Thì thoảng Hoàng Đăng lại nói vài thứ cho cô vui. Tâm trạng Hạ Vi khá hơn một chút, nhưng chợt nụ cười của cô tắt ngấm. Thấy sự bất thường của cô, Hoàng Đăng nhìn theo mắt cô. Trước cửa nhà của Hạ Vi, tràn ngập những hình vẽ kinh dị và chữ viết được viết bằng sơn màu. Những lời nguyền rùa mắng chửi thậm tệ hình ảnh của cô bị dán khắp nơi, bị dẫm đạp và bị rách nát. Hạ Vi vội vàng đẩy cửa bước vào, đồ đạc bên trong đều bị xáo trộn, quần áo của cô ở trong tủ cũng đều bị họ lấy ra ném dưới sàn, bị xé rách và phun đầy sơn. Trái tim cô nhói đau, gấp gáp đi vào phòng ngủ, sau đó chợt sững sờ. Tấm ảnh duy nhất còn lại của cô và ba mình bị họ ném xuống đất, không ảnh vỡ vụn, còn có vết guốc dẫm lên trong mắt hạ vi ánh lên một sự căm hận một suy nghĩ độc ác nảy lên trong đầu của cô nếu cô về sớm một chút nhìn thấy kẻ làm ra chuyện này chắc chắn cô sẽ giết chúng hoàng đăng nhíu mày đi đến gỡ lấy khung ảnh trong tay cô sau đó đỡ cô đứng dậy anh vừa lo lắng vừa phẫn nộ anh sẽ điều tra chuyện này đến cùng và bắt được kẻ đứng sau anh nhất định phải bắt chúng trả giá nhưng có một điều anh chắc chắn hạ vi còn ở đây cô ấy sẽ gặp nguy hiểm hoàng đang ôm lấy đôi vai đang run lên của cô để cô tựa vào ngực của mình cứ như vậy để cho cô bật khóc qua một lúc sau anh nói với cô căn nhà này tạm thời không ở được nữa em đến nhà tôi ở tạm vài ngày tôi cho người tu sửa giúp em uhm, đợi mọi chuyện lắng xuống tôi đưa em về nhé Vâng. Hoàng Đăng không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, anh liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh giúp cô thu dọn quần áo. Quần áo của cô vốn không nhiều, bây giờ còn bị quấy phá, chỉ còn lại một ít, bỏ vào chiếc vali nhỏ vẫn còn thừa chỗ. Trước khi đóng lại, anh hỏi cô: "Em còn thiếu gì không?" "Chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy chúng ta đi nhé." hạ vi lấy tấm ảnh bỏ vào túi sách đi theo hoàng đăng đóng cửa lại cô lặng im đứng nhìn nó thêm một chút cho dù nơi này có chút tồi tàn nhưng gắn bó một thời gian rất lâu nhất thời cô có chút không nỡ rời xa một tay hoàng đăng kéo hành lý tay còn lại nắm tay cô hôm nay tôi làm tài xế cho em vậy thì em vinh dự quá tôi không làm việc không công tôi muốn được trả công nhưng em làm gì có tiền hạ vi tìm khắp người mình chỉ còn vài trăm nghìn cô gượng cười nói tiếp anh không ngại chứ tôi giống người thiếu tiền lắm sao vậy anh muốn em trả công thế nào hiện tại thì tôi chưa biết khi nào nghĩ ra tôi nói với em sau nhé nhưng em không được từ chối những việc anh làm với cô hạ vi trả ơn thế nào cũng không hết nếu có thể làm gì đó cho anh cô nhất định không từ chối bởi vậy cô nghiêm túc gật đầu nhà của hoàng đăng nằm trên sườn đồi cách biệt trung tâm thành phố nhà anh không quá lớn nhưng bài trí khá ấm áp nội thất có chút cũ kỹ theo năm tháng chắc đã tồn tại từ rất lâu đây là nhà cũ của bà nội tôi hoàng đăng giải đáp sự thắc mắc của cô sau đó xách đồ vào phòng ngủ của mình hôm nay em ngủ phòng tôi ngày mai tôi dọn một căn phòng khác cho em đã lâu rồi không sử dụng khỏi tránh được ẩm mốc em em ở phòng anh sao vậy vậy còn anh tôi ngủ trong phòng khách nhưng nếu em không phiền tôi có thể ôm em ngủ à trước lời trêu chọc của anh hạ vi sớm quen rồi cô thản nhiên lắc đầu vậy cảm ơn anh đã nhường phòng cho tôi ai em đúng là nhẫn tâm thật đấy hạ vi cười nhìn ra phòng khách chiếc sofa khổng lồ đó chỉ nhỏ hơn giường ngủ một chút chắc chắn hoàng đăng nằm vô cùng thoải mái trong lúc hạ vi còn đang sắp xếp quần áo hoàng đăng đã lái xe rời đi anh cũng không hề nói lý do với cô khiến cô có chút hụt hẫng sau khi thu dọn xong cô ra phòng khách ngồi xuống ở trong căn nhà xa lạ khiến cô lúng túng cảm giác cô độc cũng đổ ập xuống cô thở dài cuộn tròn một góc không muốn nhúc nhích gì một lát sau đó hoàng đang cầm theo túi lớn túi nhỏ quay về thấy nhà tối đen anh nhíu mày hà vi anh về rồi đấy à cô thở phào khi nhìn thấy anh không bỏ rơi cô ở đây một mình hoàng đang nhướng mày bỏ mấy cái túi lên bàn sau đó thần bí giấu thứ gì đó sau lưng cô nào em đoán xem tôi mua gì cho em Um, em không biết. Bỗng một khung ảnh mới tinh xuất hiện trước mặt cô, khiến cho cô sững sờ. Anh xuống núi để mua cái này á? Biết làm sao được, thấy em ủ rũ thế này, tôi cũng không vui. Vừa nói Hoàng Đăng vừa giúp cô đặt ảnh vào khung mới, sau khi hoàn thiện thì đưa cho cô. Tôi biết em rất quý nó, giữ gìn cho cẩn thận. Cảm ơn anh. Hoàng đang xoa đầu cô, tâm trạng vô cùng thoải mái. Vậy bây giờ tôi nấu chút gì đó cho em ăn nhé, để em giúp anh được chứ? Không cần không cần. Hôm nay em mệt rồi, nào nghỉ ngơi đi. Buổi tối ăn ít dầu mỡ tốt cho dạ dày. Tôi nấu chút canh nóng cho em nhé. Giống như lần đầu anh đến nhà cô, Hạ Vi ngồi trong phòng khách gác cằm lên thành ghế ngắm nhìn Hoàng Đăng. Anh bận rộn trong bếp. Ánh sáng màu vàng như bao phủ lấy anh, nổi bật dáng người cao lớn. Một lúc sau đó, mùi thơm của thức ăn bay khắp căn phòng. Hạ Vi cảm thấy đói, còn chưa kịp nói gì, thì một bát súp đầy đủ hương sắc xuất hiện trên bàn. Cô ngạc nhiên, vì chỉ có một phần thôi. Anh không ăn sao? Ừ, tôi không đói, tôi đi tắm trước. Hoàng đang ủy oài bước vào phòng tắm. Sau khi anh tắm xong, cô cũng dọn dẹp Căn bếp vô cùng sạch sẽ Hạ Vi lau tay Sau đó cười nói với anh Anh nấu ăn ngon thật đấy Thật á Lại đây nào Cô vừa đi đến Liền bị anh kéo vào trong lòng Vòng tay rộng Lập tức bao bọc lấy cô Đừng có nhúc nhích Sao thế Đột nhiên tôi muốn ôm em Hạ Vi này Ừ Nếu tôi nói rằng muốn cùng em yêu đương em nghĩ thế nào hoàng đăng đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến hạ vi giật mình cả người cô lạnh toát hạ vi vô cùng bối rối cô không biết đây có được xem như một lời tỏ tình hay không đợi một lúc không thấy cô trả lời hoàng đăng lo lắng lại nghe được lời từ chối của cô anh thở dài đành lùi về phía trước nếu như em chưa sẵn sàng em trả lời tôi vào lần sau được chứ anh có chuyện vì không vui sao hoàng đang có chút chột giả quả thật anh đang rất khó chịu anh vừa nhận được cuộc gọi từ ông nội nói rằng ngày mai mẹ của anh và lâm thiên ý trở về nước lâm thiên ý và anh đã được hứa hôn từ rất lâu tuy nhiên hoàng đang chưa từng chấp nhận cuộc hôn nhân này bây giờ anh có hạ vi anh lại càng thêm chống đối Điều này dẫn đến mối quan hệ của anh và ông nội càng trở nên căng thẳng. Không có, em nghĩ nhiều rồi. Tôi buồn ngủ rồi, mình đi ngủ thôi. Tất nhiên Hạ Vi không ngốc, cô biết anh đang có chuyện gì che giấu, nhưng cô lại không muốn vạch trần nó lúc này. Ai cũng có bí mật của riêng mình, cô tôn trọng quyết định của Hoàng Đăng. Hoàng Đăng cài báo thức lúc 5 giờ sáng. Bởi vì buổi sáng anh còn có một cuộc họp quan trọng. Tuy nhiên đồng hồ còn chưa kịp kêu lên thì anh đã tỉnh dậy. Ngủ sofa một đêm khiến tay chân anh mỏi nhừ. Cả cơ thể đều đang biểu tình chống đối chủ nhân của nó. Ngoài trời vẫn còn tối. Hoàng đang vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Xong xuôi, anh ngó sang đồng hồ. Mười phút nữa là sáu giờ. Hoàng đang đi đến phòng của mình rồi vặn nhẹ nắm cửa anh có chút bất ngờ là hạ vi không quá cửa cô cuộn người lại quấn chăn kín mít cô không thấp mà lúc này chỉ co lại một góc nhỏ xíu nằm chưa hết nửa cái giường hoàng đăng bất giác mỉm cười thấy cô như một đứa trẻ anh không đánh thức cô chỉ để lại mảnh giấy truyền lời trên bàn đã lâu lắm rồi hạ vi mới có một giấc ngủ ngon như vậy khi cô tỉnh dậy là buổi trưa Cô lăn lộn trên giường một chút Sau đó mới chịu ngồi dậy Không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều không Nhưng khi nằm trên giường Cô ngửi thấy mùi hương Sống hệt trên người hoàng đăng Nó khiến cô dễ chịu Và cảm giác an toàn Như có anh bên cạnh Hạ Vi ra ngoài Nhưng không thấy Hoàng Đăng đâu Chỉ thấy một tờ giấy Anh để lại cho cô Còn heo lười Thức dậy ăn sáng Tôi có chút việc ra ngoài buổi tối tôi sẽ về Hạ Vi đọc xong cô phỉ cười Nhìn mình trong gương rồi bất mãn Hừm Mình có điểm nào giống heo đâu Hạ Vi bước vào trong bếp Nhìn thấy thức ăn đã nguội Nên cô bỏ vào lò vi sóng hâm lại Trong lúc rảnh rỗi Cô khám phá nhà bếp một chút Không ngờ lại phát hiện một bức ảnh Bị anh vứt vào một góc Hạ Vi cảm thấy tò mò Cô nhặt nó lên Bên trong bức ảnh là ba đứa trẻ Hai trai một gái Vừa nhìn vào, cô nhận ra Hoàng đang đứng bên phải, gương mặt đang nhăn nhó khó chịu, còn hai người kia cô chưa từng gặp qua. Khi lò vi sóng reo lên, cô đặt bức ảnh về chỗ cũ. Sau khi ăn xong, Hạ Vi nhàn rỗi không biết làm gì, cô dọn dẹp nhà một chút. Sau khi làm xong cô chán nản, ngồi trong phòng khách xem tivi giết thời gian. Bỗng cô nghe thấy tiếng động cơ xe. Hạ Vi nghĩ rằng Hoàng đang quay lại nên vô cùng háo hức nào ngờ người xuất hiện trước mặt cô là một người hoàn toàn xa lạ một người đàn ông trung niên lịch sự chào cô cô là hạ vi có đúng không ạ à? ông ấy lấy danh thiếp và đưa cho cô tôi tên là lưu kính quản gia của nhà họ phạm hôm nay tôi đến đây tìm cô là có chút việc à vâng ông tìm tôi có việc gì có người muốn gặp cô nên nhờ tôi đến mời cô Liêu Kính vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng không hiểu tại sao Hạ Vi lại cảm thấy ớn lạnh. Cô đề phòng người đàn ông này. Nếu như đã liên quan đến nhà họ Phạm, có thể chờ Hoàng Đăng quay lại được không? Chính vì không có anh ấy, Chủ tịch mới cho tôi đến mời cô. Xin đừng phụ tâm ý của Chủ tịch. Mời cô ra xe. Hạ Vi cắn môi. Cô biết Chủ tịch mà ông ấy nhắc đến là ai? Nghĩ ngợi một lúc, cô đồng ý đi theo lưu kính đến nhà họ lăng hạ vi hồi hộp lắm thấp thòm nhìn ra cửa kính thì thoảng cô hỏi lưu kính vài câu nhưng thường không nhận được câu trả lời chiếc xe cứ lăn bánh mãi hạ vi nghĩ nó sẽ không dừng lại ngay được nơi mà lưu kính đưa cô là rất xa nhà của hoàng đăng qua rất lâu xe mới dừng bánh lưu kính thấp giọng nói với cô đã đến rồi Hạ Vi ngẩng đầu, nhanh chóng bị kiến trúc của căn nhà thu hút. Đó là công trình nhà, đồ sộ nhất mà cô từng thấy. Trông nó giống một tòa lâu đài cổ kính, với hoa văn điều khắc tinh xảo. Dù được xây dựng rất nhiều năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng tòa kiến trúc này luôn giữ được vẻ uy nghiêm, rực rỡ vốn có. Mời cô đi theo tôi, đừng đi lung tung. Liêu Kính đi trước dẫn đường cho cô. Hạ Vi Vờ tỏ ra bình tĩnh, đi theo người đàn ông này nhưng mà cô luôn có cảm giác lạnh sống lưng. Lưu kính rẽ trái, sau đó chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang. Ngày ấy, đang ở trong phòng đọc sách, xin mời cô đi lối này. Đi thêm một đoạn, Lưu kính dừng lại rồi gõ cửa, cùng kính thông báo với người bên trong. Dạ thưa chủ tịch, người ngài muốn đã đến à? Vào đi, Lưu Kính mở cửa, cúi đầu với người đàn ông tóc bạc đang ngồi trên ghế sofa, sau đó ông ta rời đi. Chân của Hạ Vi bất giác cứng đờ, như bị đóng vào sàn gỗ, không nhấc lên nổi. Ánh mắt của Lăng Định lướt từ trên xuống dưới khắp người của cô, sau đó cười lạnh. Đúng là rất xinh đẹp. Hèn gì có thể khiến cháu trai của tôi mê mẩn đến như vậy? Dạ, cháu... cháu chào ông ạ. À rất hân hạnh khi được gặp ông. Hạ Vi lễ phép gật đầu. Mặc dù người đàn ông kia chỉ ngồi trên ghế, nhưng cô lại cảm thấy một khí thế bức người phát ra từ ông ta. Ngoại hình Hoàng Đăng không giống ông ấy, nhưng khí chất cao quý và sự lạnh lẽo trong ánh mắt thì giống như một khuôn đúc ra. Hạ Vi đúng chứ. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn xem nào. Hạ Vi nghe theo, không hiểu vì sao giọng điệu của Lăng Định vẫn rất nhẹ nhàng nhưng nó như một mệnh lệnh tối cao và có một sức ép vô hình nào đó đang chèn ép cô khiến cô không thở nổi. Lăng Định nhìn cô tròng trọc. Cô biết tôi mời cô đến đây làm gì chứ? Dạ. Vậy cô biết tôi là ai không? Cháu có nghe Hoàng đang nhắc đến ông à? Vậy sao? Chắc là không được mấy lời tốt đẹp, có phải không? tôi vào vấn đề chính để không mất thời gian hoàng đăng có đính ước rồi cô biết điều này chứ hạ vi sững sờ mất một lúc lâu cô mới có thể phản ứng lại cô ngẩng đầu với đôi mắt cay rát à, ông nói anh ấy có vợ chưa cưới rồi sao có lẽ nó nghĩ cô không quan trọng để nói ra điều này với cô vậy thì tôi nói thay nó đó là một cuộc hôn nhân được hứa hẹn từ trước khi mà Hoàng đang sinh ra. Là một cô gái có gia thế xứng tầm với nó, có học thức có địa vị và quan trọng là chúng ở bên nhau từ khi còn bé. Hạ Vi cắn môi bật máu, cô khó nhọc mở miệng nhưng mà không thốt lên được một câu nào. Đột nhiên chiếc điện thoại được đẩy đến trước mặt cô. Trong màn hình là một đoạn video, chỉ tầm vài phút, nhưng mà khiến trái tim của cô lập tức bị tê liệt. Da đầu của cô tê dài khi thấy một cô gái lạ mặt đang ôm lấy Hoàng Đăng, nhưng điều khiến cô càng thêm đau đớn là anh không phản kháng, ngược lại rất thoải mái để cô gái đó hôn lên má mình. Cô nhận ra cô gái đó chính là một trong cô gái chụp bức ảnh cùng với Hoàng Đăng. Dạ, cô ấy, tôi nghĩ là cô khó chấp nhận. Đó là Lâm Thiên Ý, hôn thê của Hoàng Đăng. Cô ấy vừa trở về nước chiều nay. Hoàng Đăng đích thân đến sân bay đón. Ban đầu tôi vốn không quan tâm đến cô, bởi vì cô chỉ là một trong số tình nhân của nó. Trước đó, nó còn hứng thú với cô. Khi Thiên Ý trở về, nó phải trở về với gia đình thực sự của nó. Trái tim Hạ Vi nhói đau, chỉ là một trong số những tình nhân của anh sao? Dù cô biết mình không xứng với anh, cô chưa bao giờ dám có suy nghĩ quá phận nhưng khi nghe được lời nói này cô lại đau đến mức tưởng như chết đi tôi dự định cho chúng đính hôn vào vài tháng sau cô có thể đến tham dự nếu như cô thích nhưng đừng nghĩ đến việc phá rối dù chỉ là suy nghĩ cũng không được đâu cô nên biết tôi làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc cho cháu trai mình tôi biết cô đang dính vào một đống rắc rối Tôi có thể giúp cô vô tội Nếu như cô hiểu chuyện Tôi không làm sai Pháp luật nhất định trả lại công bằng cho tôi Lăng định nhếch môi Như vừa nghe được một câu chuyện cười. cười, Pháp luật sẽ thua trước đồng tiền Cô biết tại sao việc bảo lãnh cho cô Lại khó khăn đến vậy không Ông ta dừng lại Thích thú nhìn biểu cảm sợ hãi Trên gương mặt của Hạ Vi Tôi chắc chắn với cô Tôi có thể làm nhiều hơn như vậy, tôi có thể biến người vô tội thành người có tội. Đến lúc đó Hoàng Đăng cũng không giúp được cô đâu. Giữa màn đêm có một chiếc ô tô phóng như bay về căn nhà của Lăng Định ở làn đường đối diện, có một chiếc xe đang chạy ngược lại với Hoàng Đăng. Hai chiếc xe lướt qua nhau nhưng anh không hề biết Hạ Vi có mặt trên đó. Anh không còn tâm trí để ý bất cứ thứ gì. Bây giờ việc anh cần là đến gặp ông nội của anh. Chẳng ai hiểu được cảm giác lo lắng của anh khi gọi điện cho cô không nghe máy. Sau đó xem camera mới biết cô bị lưu kính đưa đi. Với tính cách của ông nội, anh sợ rằng cô lại gặp nguy hiểm. Anh Hoàng Đăng, anh chạy chậm một chút có được không? Anh làm em sợ rồi đấy. Lâm Thiên Ý mặt mày tái xanh, ôm chặt cánh cửa. Anh có thể nói cho em biết, có chuyện gì mà khiến anh gấp gáp như vậy không? Hoàng Đăng không có tâm trạng trả lời, anh chỉ đáp cho có. Anh giải thích sau. Mẹ của Hoàng Đăng ngồi phía sau, bà không kiềm được mà nhăn mặt. Con định hôm nay là ngày cuối cùng, tao ngồi trên xe của con đi à? Kìa mẹ, con đang gấp, con cần nói chuyện riêng với ông nội. Liêu Ly miễn cưỡng gật đầu, đã lâu không gặp, đứa con trai bé bỏng ngày nào của bà cũng trưởng thành lắm rồi Bà không còn hiểu anh đang nghĩ gì nữa Bà thấy thiên ý đang thất thần nhìn theo Hoàng Đăng Bà vỗ vào mu bàn tay của cô Chắc là chuyện của công việc ấy mà Con đừng nghĩ nhiều con ạ à. Dạ vâng con hiểu mà mẹ Hoàng Đăng lao vào nhà như xe gió Bỏ qua lời chào hỏi của quản gia Rồi dùng tốc độ nhanh nhất Lên phòng riêng của Lăng Định Nhìn anh muốn xông vào Liêu Kính bước lên phía trước ngăn cản hoàng sợ nhìn anh và nhắc nhở điều này không phải phép cậu nên hỏi ý chủ tịch trước tránh ra đi hoàng đăng lạnh lùng đẩy ông ta ra sau đó mở cửa bước vào bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có lăng định ngồi chính giữa và ông ta đang thong thả đọc sách lưu kính lo lắng giải thích xin lỗi ngài tôi không thể ngăn cản được cậu ấy trong nháy mắt lăng định kinh ngạc nhưng đó chỉ là thoáng qua Ông nhếch khóe môi nhìn Lưu Kính, không giấu được vẻ tự hào. Nếu ông có thể ngăn cản nó, thì nó không còn là cháu trai của tôi. Ông ra ngoài đi." Dạ vâng." Ông chuyển mắt nhìn sang Hoàng Đăng, đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. "Có vẻ cháu đang rất gấp gáp. Ta kêu cháu đi rước mẹ cháu, cháu làm chưa?" Ông chỉ nói đi rước mẹ. Tại sao Lâm Thiên Ý cũng có mặt chứ? là ta gọi con bé về. Hai đứa bây giờ phải làm đám cưới rồi. Cháu không đồng ý cuộc hôn nhân này. Cháu nói với ông rất nhiều lần rồi, cháu có người mình thích rồi. Cháu, cháu không thể nào chấp nhận. Ông gặp cô ấy rồi sao? Cháu muốn biết, cô ấy đang ở đâu? Ta đã gặp rồi, nhưng bây giờ cô ta không còn ở đây. Ông nội, ông đã làm gì cô ấy? Hoàng đang nói gần như gần giọng. Lăng định híp mắt nhìn anh. Lâu lắm rồi, ông không nhìn thấy Hoàng đang tức giận như thế. Lần cuối cùng ông nhìn thấy là hơn 10 năm trước. Sự căm phẫn từ sâu trong ánh mắt khiến ông liên tưởng đến hình ảnh một con sư tử đang bị thương và nó sắp nghiền nát kẻ thù của mình. Ông tiếp tục lạnh lùng. Ta không biết. Ông nội, ông đừng ép cháu. Đừng để sai lầm của ông lặp lại ông hãy nhớ ông đã mất con trai của mình như thế nào vậy thì sao việc đó ảnh hưởng gì tới ta chứ ông biết cháu có dư sức đưa cô ấy đi suốt đời này ông không bao giờ tìm thấy cô ấy cô ta có xứng đáng để cháu làm như vậy không hoàng đăng hay cô ta thực chất chỉ là một kẻ hám tiền cô ấy không phải là người như thế cô ấy chưa bao giờ để ý đến tiền của cháu chắc chứ nhưng khi ta cho cô ta một số tiền, cô ta lại hứa với ta rằng sẽ rời khỏi cuộc sống của con đấy. Hoàng Đăng à, tỉnh táo lại đi. Hoàng Đăng nuốt nước bọt, cả người căng cứng, nhưng anh luôn tin tưởng vào Hạ Vi. Cháu phải gặp cô ấy, cháu phải nói chuyện với cô ấy. Trừ khi chính miệng cô ấy nói ra, bằng không, cháu không tin. Hoàng Đăng nhìn ông nội, ánh mắt vô cùng sắc bén đây là lần cuối cùng cháu không mong muốn chuyện như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa nói xong hoàng đăng quay đầu bỏ đi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa anh nghe giọng nói diễu cợt của ông nội vang lên phía sau lưng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của con và cô ta nhưng cô ta có chấp nhận làm người vợ không được thừa nhận không cháu chưa từng nghĩ đến chuyện này cháu và cô ấy phải trở thành vợ chồng chính thức của nhau hồ đồ con có biết mình đang nói gì không dù như thế nào ta không bao giờ cho phép con hủy hôn đó là danh dự của gia tộc này cháu chán cái việc gia tộc mà ông nói lắm rồi cháu không phải là ba ông đừng ra lệnh cho cháu nói xong hoàng đăng nhanh chóng rời đi vừa ra ngoài liền gặp lưu ly và lâm thiên ý đang đứng ở cầu thang anh cố gắng kìm nén cảm xúc nhìn mẹ mình và nói. Con có chuyện gấp, không thể nào ăn tối cùng mẹ, con phải đi đây. Còn việc của cậu, con sẽ giải thích sau. Nhưng chuyện ông ấy vào tù, con không có cách nào giúp đâu ạ. À? Anh Hoàng Đăng có chuyện gì thế? Bạn nãy em nghe hai người tranh cãi rất kịch liệt với nhau. Ông nội lớn tuổi rồi, anh nên... Thiện ý, hiện tại anh đang rất mệt, em đừng nói nữa. Hoàng Đăng ngắt ngang lời của cô ta, Thiền Ý rừng rừng nhìn theo bóng lưng của Hoàng Đăng sau đó liền hỏi bà Lưu Ly Mẹ ơi có phải con làm anh ấy giận không ạ? Tính cách của Hoàng Đăng hơi lạnh nhạt con đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Vi mặt mày lạnh tanh gác đầu qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật đang liên tục chuyển động bên ngoài mà cô không có chút cảm giác. Những lời ông Lăng định nói cứ văng vẳng trong đầu cô nghĩ đến trái tim của cô lại đau nhói lục cương người tài xế già có lòng tốt nhắc nhở cô cô gái cô nên kéo cửa kính lên buổi tối gió lạnh rất dễ bị cảm đấy hạ vi nhìn lục cương khẽ gật đầu rồi đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị gió làm thổi bay trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên điện thoại của lục cương vang lên ban đầu hạ vi không bận tâm nhưng khi nghe đến hoàng đăng Cả người cô đều căng cứng Thiếu gia muốn tìm cô Cô có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Dạ không cần đâu ạ à. Nói xong cô nhìn ra dòng người đang đi bộ bên ngoài Nhỏ giọng nói Ông ơi Cho con xuống chỗ này Nhưng thiếu gia rất lo lắng cho cô Cậu ấy đang chờ cô ở nhà Tôi đưa cô về cô được không? Con không muốn về làm ơn dừng xe lại đi ạ à? lục cương đưa mắt nhìn cô thấy ánh mắt lạnh lẽo và kiên quyết của cô thì chỉ biết bất lực thở dài bất đắc dĩ ông dừng lại xe bên về đường hạ vi không nói gì mở cửa xe bước xuống trước lúc rời đi cô nhìn lưu cương sau đó cúi đầu cảm ơn ông đã đưa con đến đây lưu cương không vội lái xe đi mà ở đó dõi theo Hạ Vi một đoạn. Khi thấy cô khuất bóng ở một ngã rẽ, ông mới lấy điện thoại gọi cho Lăng Định và trình bày sự việc. Sau một khoảng lặng, Lăng Định trả lời ông. Thôi được rồi, đó là quyết định của cô ấy. Quay lại đi. Vâng, tôi sẽ quay về, thưa chủ tịch. Sau khi tạm biệt Lưu Cương, Hạ Vi không biết đi đâu, nhưng lại không muốn về nhà. Cô cứ lang thang trên đường, khi đi ngang một quán bar cô đột nhiên muốn uống chút rượu lần đầu cô đến quán bar một mình cô cô độc ngồi trong một góc khuất nhấm nháp mùi vị cay nồng tiếng nhạc sập sình những con người nổi loạn đang cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc những người xuất hiện ở đây ít nhiều cũng mang tâm sự riêng một ngày dài mệt mỏi với đủ thứ công việc buổi tối chính là thời gian cho họ thư giãn và sống thật với chính mình Hạ Vi uống được vài ly, cô thấy đầu mình hơi nặng nề và không còn tỉnh táo. Cô dừng lại, cô chỉ muốn giải tỏa tâm sự, chứ không phải là muốn uống, đến mức say khướt. Cô tựa tay vào ghế, lấy đà đứng dậy. Bỗng nhiên lúc này trong quán xảy ra ẩu đà. Ở rất gần cô, hai thanh niên tầm 18 tuổi đang tranh cãi. Mất bình tĩnh, một kẻ cầm chai rượu đập vào đầu tên còn lại. Hạ Vi biết, lúc đó mâu thuẫn mới chính thức bắt đầu. Hai nhóm người trẻ tuổi lao vào nhau như những con thiêu thân. Kẻ dùng ghế, kẻ cầm chai rượu, kẻ thì đá, kẻ thì mắng chửi. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Đột nhiên có một tên bị đá văng đến chỗ Hạ Vi. Do không phòng bị, nên cô bị hắn ta đụng trúng. Hạ Vi lào đảo đập đầu vào tường. Nhờ cú đập này giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Cơn đau nhức từ chán, mang lại khiến cho cô nhăn nhó. Cô sợ rắc rối, nên ngay lập tức tìm đường rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước Cô lại bị một tên bậm trợn Giữ chặt Hắn liếc mắt nhìn cơ thể của cô Rồi liếm khóe môi một cách thô tục dáng người em rất tuyệt Ngủ với anh một đêm Có được không Hạ Vy thấy choáng váng Tên đàn ông trước mặt cô Dường như biến thành vài người đàn ông Rồi sau đó lồng ghép Trở thành một Thấy cô không được tỉnh táo Hắn đưa bàn tay thô giáp chạm vào eo của cô khiến cho cô giật bắn, lùi lại sau một bước. Tránh ra đi, thật là kinh tởm. Cô hô lớn, sau đó cầm một chai rượu, trên tay và chĩa về phía hắn. Tránh ra cho tôi đi, cút đi, cút. Hắn nhìn cô sau đó cười ha ha, không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn tiến đến, càng lúc càng gần, nhanh nhẹn giật lấy chai rượu trong tay của cô, lập tức ném đi. Em nghĩ em có thể làm gì được anh nào? Vừa dứt lời hắn tóm eo của cô Kéo cô vào ngực mình Và muốn cưỡng hôn cô Hạ Vi không phải là cô gái mới lớn Dễ dàng bị bắt nạt Đôi mắt cô đỏ rực lên Rồi giơ chân lên đá vào vị trí giữa háng của hắn Một cái thật mạnh Hắn co rút lại như một con tôm riêng gì Gương mặt hắn đỏ bừng Nổi đầy gân xanh Hắn nghiến răng kèn két Mày dám Bọn mày đâu Bắt nó lại cho tao Bắt nó phải quỳ xuống dưới chân tao cầu xin hạ vi không chút sợ sệt nhìn hắn cô không biết mình dũng cảm hay là điên rồ cô chỉ biết thời khắc này cô chẳng sợ gì hết mấy tên đàn ông bạm trợn bước về phía cô chỉ còn một chút nữa hắn lại chạm vào người cô thì hạ vi bị ai đó giật mạnh về phía sau trong cơn mơ hồ cô ngửi thấy một mùi bạc hà thơm tho xộc vào cánh mũi nhanh như chớp những tên muốn tấn công cô đều bị người đàn ông trước mặt xử lý hạ vi không nhìn rõ hành động của anh chỉ thấy vài phút sau bọn chúng ôm bụng lăn lộn dưới đất miệng không ngừng chửi bới hạ vi bị cảnh tượng máu me trước mặt làm cho buồn nôn cô cau mày khó chịu quay đầu đi người đàn ông tinh ý nhận ra điều này nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong quán bar cũng khiến hắn cau có rồi bực bội nói lớn chỉ muốn tìm chỗ uống rượu và ôm người đẹp không ngờ lại bị phá rối Nói xong hắn nắm tay cô kéo ra ngoài. Ra đến cửa quán ba, người đàn ông buông tay Hạ Vi, nhìn cô đầy cảnh cáo. Này cô muốn nôn ý, cũng không được nôn lên người tôi. Hạ Vi ôm bụng, lắc đầu biểu hiện của mình là không muốn nôn ở đây. Cô còn chưa kịp định thần, cảm ơn người giúp mình thì phía sau cô nghe tiếng người ồ ạt, kèm theo một tiếng nói hung dữ. Bắt bọn khốn đó lại cho tao không đợi cô phản ứng người đàn ông túm lấy ngang eo cô rồi sau đó chạy đi hạ vi bị sốc lên đột ngột thêm người đàn ông chạy rất nhanh khiến cho cô không thể nào kìm nén người đàn ông chạy vào một con hẻm khuất người cau mày đầy tức giận rồi hét lên người cô cô dám nôn lên người tôi hạ vi nào nghe thấy anh ta nói gì cô chỉ ngồi xổm xuống đất và nôn thốc nôn tháo thật là phiền phức Hôm nay ra ngoài không coi ngày Mới gặp kẻ xui xẻo như cô Hạ Vi nôn xong cảm thấy dễ chịu hơn một chút Cô vừa ngẩng đầu Liền thấy gương mặt nhăn nhó của người đàn ông này Cô vừa mở miệng Liền bị anh ta cảnh cáo Im lặng Tôi không còn sức đánh nhau đâu Cô không biết là mình rất nặng à Hạ Vi nín bặt Cô nghe tiếng người chạy qua con hẻm Có kẻ bước vào con hẻm để kiểm tra Dường như diệu trong người đã tan bớt Sự tỉnh táo quay lại khiến cho cô sợ hãi hạ vi và người đàn ông chen chúc đứng trong một góc khuất sau thùng rác người đàn ông chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu dây thần kinh của cô lúc này căng lên đi phía này tao vừa nhìn thấy chúng nó mấy người trong con hẻm nghe thấy tiếng gọi của đồng đội thì gấp gáp chạy đi hạ vi thoát nạn thở phào một tiếng đợi bên ngoài yên tĩnh trở lại cô và người đàn ông mới bước ra ngoài nguy hiểm quá Hạ vì cứ lầm bầm trong miệng, chợt nhớ đến sự giúp đỡ của người đàn ông, cô cúi đầu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chỉ nói cảm ơn, tôi vì cô mà gặp nguy hiểm đấy, đánh nhau, bị nôn đầy ra áo. Chỉ một lời cảm ơn là xong à? À tôi, tôi không biết nên làm gì. Anh cho tôi số điện thoại nhé, tôi, tôi liên lạc rồi, tôi đền ơn cho anh. Được, nhưng mà cô đền ơn tôi, bằng cách nào? Thì tôi mời anh một bữa tối có được không? Nghe tạm tạm nhỉ, nhưng cô là người nấu. Tôi không thích ra ngoài ăn đâu, rất là nhàm chán. Trái tim Hạ Vi nhói lên. Câu nói này giống hết những gì Hoàng Đăng từng nói với cô. Hạ Vi ngước mắt lên và từ chối. Tôi không muốn nấu ăn cho anh. Cô cho tôi một lý do chứ. Đúng là nhỏ mọn. Hạ Vi mím môi không trả lời, những gì liên quan đến hoàng đăng lúc này đều làm cô đau đớn vô cùng cô cứ nghĩ uống rượu vào là quên đi anh một lúc để tâm trạng thành thơi hơn nhưng vì sao vừa tỉnh táo cô còn chút khó chịu khó chịu hơn ban nãy rất nhiều lần thôi bỏ qua đi ăn ở ngoài cũng được nhưng mà phải là một nhà hàng đắt tiền người đàn ông thỏa hiệp rồi tiếp tục nói với cô tôi tên là lâm thiên kỳ còn cô tên gì? Tôi là Hạ Vi. Chiếc áo của anh bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho anh. Cô có chắc là cô đền được không? Tôi sẽ cố gắng. Hạ Vi nói nhỏ, cô nhìn ra Lâm Thiên Kỳ chắc chắn không phải là một người tầm thường, quần áo trên người của hắn dường như không phải mua bên ngoài, nó giống với Hoàng đăng, đó chính là hàng được thiết kế riêng. Hạ Vi nhíu mày, không hiểu vì sao cứ đi một vòng cô lại nhớ đến Hoàng Đăng thế này? Thôi bỏ đi, tôi không thích bắt nạt một cô gái. Cô có xe không? Nếu không ấy, thì tôi đưa cô về. Không cần đâu, cảm ơn. Tôi tự về được rồi. Cô đừng có ngoan cố. Chắc là cô không muốn bị bắt lại đâu, có phải không? Tôi chắc là bọn chúng đang ở gần đấy. Cô bị bắt lại, thì lấy ai trả nợ cho tôi? Thôi được rồi. Thôi được rồi cái gì? cô ở lại đây nhé tôi lấy xe đến đây đón cô nấp cho kỹ vào đấy hạ vi gật đầu một cách máy móc sau đó thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen kịt rồi cô lại ngồi bệt xuống đất giống như bị rút cạn sức lực một lát sau lâm thiên kỳ quay lại anh ta thò đầu ra cửa kính ngoắc ngoắc tay với cô này lên xe hạ vi dựa vào tường đi đến chiếc xe bây giờ cô tỉnh táo khá nhiều nhưng đầu óc của cô vẫn còn quay cuồng. Cô vừa chạm vào cửa xe, một tiếng cạch vang lên, cửa xe bị khóa. Hạ Vy khó hiểu nhìn Lâm Thiên Kỳ, còn anh đang khó chịu nhìn cô. Ừ hay, tôi đâu phải là tài xế của cô. Nghe như vậy Hạ Vy miễn cưỡng, mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Lâm Thiên Kỳ không gấp gáp, tốc độ vô cùng chậm, thì thoảng lại liếc nhìn sang cô. Hạ Vy không nhận ra anh đang nhìn mình, Toàn bộ tâm trí của cô bây giờ Chỉ có hình bóng của Hoàng Đăng Này Cô đang thất tình đi à Xinh đẹp như cô Chàng trai nào lại không có mắt chứ <laughs> Một tên khốn nạn Chắc chắn không xứng với cô Có phải không Anh ấy rất tốt Anh ấy là người tốt nhất với tôi Ánh mắt Lâm Thiên Kỳ nhìn cô lúc này cực kỳ phức tạp Nhưng Hạ Vi không nhận ra cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình hạ vi nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài và nói sắp đến nhà tôi rồi anh dừng lại ở đây đi bỗng nhiên trời đổ mưa nghe tiếng gầm rú bên ngoài thiên kỳ chật lưỡi ai trời mưa rồi làm sao đi bộ được ở yên đây cho tôi với sự cố chấp của thiên kỳ hạ vi không nói thêm gì nữa cô chỉ dựa lưng vào ghế nhìn cảnh vật xung quanh Gần đến nhà của Hoàng Đăng, mưa không giảm mà còn nổi rông bão. Thời tiết hôm nay đúng là thất thường. Nói xong Thiên Kỳ bung dù ra, đi ra ngoài, khom lưng nói với cô. Cô đi ra ngoài đi, tôi che ô cho cô. Hạ Vì khó xử, vừa muốn mở miệng từ chối, thì Thiên Kỳ lại hối thúc cô. Đánh lên, cô muốn tôi ướt nhẹp, cô mới chịu à? Lúc này cô mới chú ý Lâm Thiên Kỳ đang bị mưa tạt cô ái ngại liền vội vàng bước xuống cô có thấy cảnh tượng này vô cùng lãng mạn không như nam nữ chính trong một bộ phim ngôn tình nào đó nào cô đi sát vào kẻo bị ướt bây giờ không cần đâu hạ vi luôn giữ thái độ xa cách thiên kỳ nhún vai không ép buộc cô đến đây được rồi cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện ngày hôm nay cô cười một cái tạm biệt tôi xem nào cô không cười tôi không đi đâu hạ vi không muốn dây dưa liền cố gắng nặn ra một nụ cười không ngờ lâm thiên kỳ đột ngột kéo cô vào trong lòng hành động cực kỳ thân mật khiến cô sửng sốt anh đang làm gì thế à hạ vi vội vàng đẩy hắn ra gương mặt cô tỏ vẻ tức giận lâm thiên kỳ ngược lại không tỏ thái độ gì chỉ nhằn nhạt, nhạt nói với cô Tôi lớn lên ở nước ngoài. Đây chỉ là cách chào tạm biệt giữa những người bạn thôi. Cô suy nghĩ nhiều rồi đấy. Xin anh giữ lịch sự chứ. Đây không phải là nơi anh nói đâu. Tôi càng không hiểu mấy hành động thân thiết quá mức của anh đâu. Thôi được rồi. Lần sau tôi không làm vậy nữa là được chứ gì. Vào nhà nhé. Bye bye. Hạ Vi mở cửa, lồng ngực cô phập phồng, căn nhà tối đen như mực, hơi lạnh tràn vào khiến tim cô thắt lại. Hoàng đang chưa về, có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ bên vị hôn thê của anh chăng? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng, cắt ngang suy nghĩ của cô. Em vừa đi đâu về? Hạ Vi sừng sốt vội vàng bật đèn. Cô không kiềm được nước mắt khi thấy Hoàng Đăng đang ngồi trên sofa, gương mặt nhuốm màu mệt mỏi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Hạ Vi như bị đóng băng, không nói được lời nào. Còn Hoàng Đăng càng lúc càng đáng sợ, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hắn là ai? Cô không hề biết là anh phát điên như thế nào, khi không tìm được cô, anh đã chạy khắp nơi để tìm cô, thậm chí anh chặn xe lưu cương để hỏi về cô. Không biết đã bao lâu, anh mới lái xe tốc độ cao như vậy, anh suýt gây ra tai nạn vì cô, suýt chút nữa không được gặp cô. Nhưng đáp anh, cô lại về nhà với một người đàn ông khác và còn thân mật với hắn ta. Hoàng đang chăm chú nhìn theo bóng dáng mà cô gái mình mong đợi. Anh mỉm cười. Cô ôm người đàn ông khác sao? Giây phút đó anh muốn xông đến hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Anh muốn hỏi cô đã đi đâu và người đàn ông đó là ai? Nhưng không hiểu vì sao khi thấy nụ cười của cô, Trần Anh như bị hóa đá, chôn chặt dưới mặt đất. Thấy Hạ Vi không trả lời, anh bỗng nhiên bật cười, trái tim Hạ Vi nhói lên như bị một bầy kiến sâu xé. Tiếng sấm, tiếng mưa vang lên cùng lúc. Hoàng Đăng tiếp tục hỏi cô: "Ông nội nói gì về?" "Không có gì quan trọng, không quan trọng. Mà em bỏ chạy ra ngoài sao? Còn thân mật với người đàn ông khác. Rốt cuộc em coi tôi là gì?" Hoàng Đăng tức giận lắm, dáng người anh cao lớn nhanh chóng áp đảo khí thế của cô, hơi thở hạ viên ngưng trệ, đại não dường như ngừng hoạt động, rồi trong lòng cô nổi lên sự tức giận không rõ nguyên do. "Vậy thì ngày hôm nay anh đã đi đâu?" "Mẹ tôi về nước, tôi ra sân bay đón bà ấy." "Chỉ mẹ anh sao?" "Sao anh không nói gì? Về vị hôn thê của mình chứ?" "Anh đâu nói thật với em rằng anh có vị hôn thê" cô ta và anh ôm nhau thắm thiết ở sân bay chính em em nhìn thấy tất cả rồi vậy là em cố tình tìm người đàn ông khác để chọc tức tôi hoàng đăng à em không tồi tệ như anh nghĩ giây phút đó trái tim hạ vi như bị nứt ra cô siết chặt tay cô dừng lại cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai khoét một lỗ cô gào lên chúng ta đâu là gì của nhau chứ em gặp người đàn ông khác hay là anh bên cạnh hôn thê của mình đều rất hợp lý không phải à hoàng đang bất động nhìn cô chằm chằm những lời sắp nói đều bị nghẹn trong cổ họng anh gần như gầm lên vậy thì rốt cuộc em coi tôi là gì hạ vi không đáp chỉ ương ngạnh nhìn anh <laughs> thôi được rồi em im lặng chứ gì xem như là tôi nhìn nhầm em đi hoàng đăng lấy áo khoác và chìa khóa xe anh rời đi hành động của hoàng đăng khiến hốc mắt của hạ vi cay xè nước mắt chảy dài bên má cô cắn chặt môi đến khi nếm được mùi máu tanh trong miệng cũng không dừng lại cô như một pho tượng chôn chặt chân xuống sàn nhìn xe của hoàng đăng từ từ lăn bánh bức tường kiên cố chống đỡ hạ vi sụp đổ Cô ngồi bệt xuống đất Rồi bật khóc nức nở Cả một đêm như vậy Hoàng Đăng không quay trở lại với cô Sáng sớm hôm sau Hạ Vi rời khỏi giường Cô thẫn thờ nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương Đôi mắt thâm quầng Thần sắc cực kỳ nhếch nhác. Cô suy nghĩ suốt đêm về mối quan hệ của cô và Hoàng Đăng Có lẽ cô nên rời khỏi đây Trả lại cho anh cuộc sống trước kia để mọi thứ quay về quỹ đạo cũ. Nghĩ vậy, cô thu dọn đồ đạc của mình. Những đồ Hoàng đang mua cho cô, cô đều để lại. Hạ Vi kéo theo vali rời khỏi ngọn đồi. Cô mất phương hướng, nhìn bốn phía rộng lớn. Nhất thời, không biết đi về hướng nào. Đột nhiên tiếng động cơ xe vang lên đằng sau cô. Càng lúc càng gần sau đó ngừng hẳn. Hạ Vi vội vàng quay đầu. Cô hy vọng người đó là Hoàng Đăng. Nhưng không, người đó lại là Lâm Thiên Kỳ. Cô đi đâu đấy? Khổ sở thế, bị đuổi ra khỏi nhà. Hạ Vi không có tâm trạng, không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng Lâm Thiên Kỳ không buông tha cho cô. Hắn ta giật lấy túi đồ trong tay cô và ném lên xe. Đi, tôi đưa cô đi tìm nơi ở mới. Không cần đâu, anh trả đồ cho tôi. Tôi không trả đâu, đừng hiểu nhầm tôi có ý gì với cô tôi chỉ muốn đòi lại bữa ăn tối của mình thôi tôi không có tiền tôi không cần cô mời hôm nay tôi có chuyện không vui ra ngoài ăn với tôi một bữa thế thì chúng ta hết nợ ok nếu như cô không muốn tôi tiếp tục ám cô thì cô nên nghe lời của tôi vậy thì tôi hy vọng đây chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau OK OK, nhưng mà cô phải cho tôi giúp cô tìm được một căn nhà cho cô ở tạm, được chứ? Hạ Vi không nghe rõ lời anh ta nói nữa, cô chỉ gật đầu cho có thôi. Nhưng cô không hề biết phía sau họ luôn có người theo dõi. Rất nhiều ngày sau đó, Hoàng Đăng tựa như bốc hơi khỏi cuộc sống của Hạ Vi. Cô được Lâm Thiên Kỳ giúp tìm một căn nhà ngoài ngoại ô, tiền thuê khá rẻ. Và anh ta giữ đúng lời hứa, không đến tìm cô. Cuộc sống của cô gặp chút khó khăn, nhưng dường như nó lại quay lại quỹ đạo trước đây. Sau khi tắm xong, Hạ Vi ngồi thẫn thờ trên giường. Nhiều ngày qua cô đều trải qua như thế. Cứ ăn uống tắm rửa xong, cô lại ngồi ngơ ngẩn rất lâu. Đến khi mệt mỏi lại đi ngủ, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng như một kẻ mất hồn. Hạ Vi nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay một lát, trong lúc thất thần cô gọi điện cho hoàng đăng điện thoại ngắt kết nối nhiều ngày ngày hôm nay lại đổ chuông trái tim của cô nảy lên có một chút trông đợi qua một hồi chuông đối phương không nhận cuộc gọi của cô hốc mắt hạ vi đỏ bừng sự trông mong của cô tắt ngấm khi nghe một giọng nữ cất lên alo ai vậy sống lưng của hạ vi cứng đờ bàn tay run rẩy không dám lên tiếng thiên ý cảm thấy khó chịu cô ta tiếp tục hỏi sao lại không trả lời bạn của hoàng đang sao hạ bi gậm nhấm ngón tay mình cô cảm thấy bây giờ đến việc hít thở cũng vô cùng khó khăn tôi là thiên ý là bạn của anh ấy nếu có chuyện gì cần nhắn cứ nói với tôi anh ấy lúc này không tiện nghe máy theo lời của Lâm Thiên Ý, Hạ Vi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ đêm. Họ ở bên cạnh nhau suốt như vậy sao? Hạ Vi nghẹn ngào. "Xin lỗi, tôi nhầm số." Cô gấp gáp tắt điện thoại, cô sợ nghe thấy tiếng nói của cô gái ấy, cô sợ nhìn thấy hạnh phúc của họ. Cô biết mình hèn nhát, nhưng cô lại chọn cách trốn tránh như một con chuột đang bị người ta đuổi đánh cô biết mình ích kỷ và xấu xa như thế nào, từng có những khoảnh khắc cô muốn đẩy Lâm Thiên Ý ra, chiếm anh cho riêng mình. Cô biết mình đáng kinh tởm, nhưng cô lại không ngừng khao khát được ở bên cạnh Hoàng Đăng. Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn hưu hắt phát ra từ chiếc điện thoại di động. cả người Hạ Vi đều là sự trầm mặc. Cô tựa đầu vào giường ngủ, nước mắt cứ như vậy rỉ ra từ khóe mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nạc dọc lên mũi Hoàng đang nhìn lên trần nhà Trong giấc ngủ dài Anh nhìn thấy viễn cảnh ngày hôm đó Lại lặp lại với anh Từng lời nói từng ánh mắt của cô Đều như sát muối vào tim anh Nó khiến đầu óc và tứ chi của anh đều tê liệt Đột nhiên Trong không gian tĩnh lặng đó Anh cảm nhận cô đang ở rất gần mình Anh liền cố gắng mở đôi mắt nặng chiếu Nhưng lại không thể nào nhìn thấy cô Lâm Thiên Ý Nghe tiếng ho khẽ Liền xoay đầu lại Nhìn thấy Hoàng đang tỉnh Thì cô ta mừng đến rơi nước mắt Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi Em tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa Tại sao anh lại ở đây Anh còn hỏi sao Anh lái xe tốc độ cao như vậy Vì cái gì chứ Anh muốn chết à Hoàng Đăng lúc này nhíu mày Cô nhớ lại một chút Từng việc của đêm đó hiện lên trong tâm trí anh lúc đó anh cãi nhau với Hạ Vi và sau đó tức giận lái xe ra khỏi nhà. Anh đến quán ba uống rượu, sau đó lái xe về. Vì tránh một đứa bé băng ngang đường, anh đã đâm xe vào tường chắn. Ừ, vậy đứa bé đó thế nào rồi? Nó không sao, chỉ bị hoảng sợ một chút. Chỉ có anh là suýt mất mạng đấy. Bác sĩ nói đêm nay mà anh không tỉnh, có khả năng anh không bao giờ tỉnh lại nữa lầm thiên ý không kiềm chế được cô ta bật khóc hoàng đăng nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi sau đó chợt nhớ ra chuyện gì hoàng đăng lên tiếng hỏi cô ta trong lúc anh hôn mê có người gọi đến có phải không chính xác là cô ấy có gọi đến có phải không uhm, là ông nội gọi Ông ở bệnh viện suốt, chỉ vừa về vài giờ trước thôi." Sắc mặt của Hoàng đang trầm xuống vì câu trả lời này không phải những gì mà anh đang muốn. "Sao thế? Anh đang mong chờ ai à?" Lẽ nhào, "Anh có ai bên ngoài sao?" Hoàng Đăng lặng thinh, sau đó đưa tay ra trước mặt cô. "Em đưa điện thoại cho anh." "Không được, anh vừa mới tỉnh lại, tiếp xúc với điện thoại sớm không tốt." anh cần gọi cho một người hoàng đăng vô cùng kiên quyết lâm thiên ý đoán được tâm ý của anh cô muốn ngăn cản nhưng lại không dám cuối cùng thỏa hiệp đưa điện thoại cho hoàng đăng anh mở điện thoại không một cuộc gọi nhỡ nào anh vốn không biết lâm thiên ý đã xóa những gì liên quan đến hạ vi do so dự một lúc hoàng đăng bỏ điện thoại xuống nói với thiên ý anh mệt rồi anh muốn ngủ một chút Nghe tin Hoàng đang tỉnh dậy, Lâm Hải vội vàng đến thăm. Đúng là, cậu thật biết cách làm người khác lo lắng cho cậu. Cậu nghĩ mình có mấy cái mạng mà lúc nào cũng đem ra đùa chứ. Không có cách nào khác. Tôi không thể nào giết người. Vậy tại sao uống rượu lại còn lái xe chứ? Hay là, cậu cãi nhau với Hạ Vi à? Sao tôi không thấy cô ấy? Nghe Lâm Hải nhắc đến cô, động tác của Hoàng Đăng lúc này chợt dừng lại không có chúng tôi không cãi nhau vậy thì tốt tôi vừa đến thăm cậu vừa báo cho cậu một tin vui phim của chúng ta khởi quay lại tôi muốn tìm hạ vi nói tin tốt lành cho cô ấy biết nhưng mà gọi mãi không được cậu liên hệ giúp tôi hoàng đăng suy nghĩ một lúc rồi đưa cho ông một dãy số đây là số mới của cô ấy ông tự gọi đi lâm hải nhận ra sự bất thường của hoàng đăng tuy nhiên không vạch trần ông bấm điện thoại hoàng đăng cũng vô thức trông đợi đến khi nghe thấy giọng cô trái tim của anh mềm nhũn thì ra anh không giận cô giống như anh nghĩ và anh không hề ghét cô sau khi bàn việc xong lâm hải hướng mắt nhìn hoàng đăng rồi nói con người đang muốn nói chuyện với cô tôi chuyển máy nhé nhìn chiếc điện thoại đưa đến trước mặt hoàng đăng trần trừ vốn không muốn nhận nhưng bàn tay của anh lại tự đưa ra bên kia rất yên tĩnh không nghe bất cứ tiếng động nào đến tiếng thở cũng không có hít một hơi hoàng đang trầm giọng gọi tên cô hạ vi là tôi bức tường phòng của hạ vi sụp đổ trong nháy mắt cô thút thít nước mắt rơi xuống và không nói được lời nào hoàng đang nhíu mày cuống cuồng lên vì sao cô khóc? Hạ Vi ngừng lại một chút. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. À, em cắt hành bị cay mắt đi mà. Em nhẫn tâm thật. Nhiều ngày như vậy không gọi điện và không đến thăm tôi lần nào sao? Hạ Vi sững sờ. Cô muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô cũng không biết từ khi nào khoảng cách của cô và Hoàng Đăng lại càng xa như vậy. Bức tường hiểu lầm trong tim cả hai càng ngày càng lớn. Hoàng Đăng tiếp tục hỏi cô. Tại sao không nói chuyện? Em Hạ Vy ấp úng, cô muốn hỏi anh về cô gái hôm đó nhưng lại nhận ra mình không có tư cách nên đành kìm nén lại. Hoàng Đăng lại tiếp tục. Đến bệnh viện với tôi đi, một chút thôi. Anh anh không khỏe à? Tại sao lại đến bệnh viện? Đừng hỏi nhiều, một lát nữa chiết Ninh đến đón em. Đến đây với tôi đi. Một chút thôi, em đừng từ chối. Nghe tiếng tút tút vang lên bên tai, khiến Hạ Vi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Dường như Hoàng Đăng rất sợ cô từ chối, nên đã vội vàng tắt máy. Hạ Vi lao xuống giường, cực kỳ nóng lòng. Cô thay quần áo rất nhanh, đứng sẵn trước cửa đợi Chiết Ninh. Rồi chợt nhớ ra mình thay đổi địa chỉ. Cô sợ Chiết Ninh không tìm thấy mình, liền vội vàng nhắn tin địa chỉ mới cho Hoàng Đăng. Xe vừa đến, Cô vội vàng lao vào trong. Cô lo lắng hỏi ngay tức thì. Tại sao? Tại sao Hoàng đang nằm viện chứ? Anh nói cho tôi biết được không? Triết Ninh tỏ ra khá bất ngờ. Tôi cứ nghĩ cô phải biết rõ mọi chuyện. Vài ngày trước Hoàng đang xảy ra tai nạn khi đang lái xe. Anh ấy có bị thương nghiêm trọng không? Không có nhiều vết thương ngoài. Nhưng đầu lại bị đập vào cửa kính nên hôn mê suốt mấy ngày qua vừa mới tỉnh lại đêm qua thôi tôi cứ nghĩ là cô vô tâm hóa ra là cô không biết hạ vi đứng đó rất lâu do sự không dám bước vào sau cuộc cãi vã đêm đó đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh không tránh khỏi căng thẳng và lo lắng trần trừ một lúc cô đưa tay gõ cửa cửa không khóa bên trong cất lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc hạ vi đầy nhẹ nhưng trong lòng cô vô cùng nặng nề Hoàng Đăng đang ngồi trên giường, quay lưng nhìn về phía cửa sổ. Anh không quay lại dù biết cô bước vào. Hạ Vi chậm rãi tiến đến chỗ anh, muốn nhìn anh rõ thêm một chút. Đã nhiều ngày cô không gặp anh rồi, dường như anh gầy đi rất nhiều. Trái tim Hạ Vi thôi thúc và muốn được ôm anh từ đằng sau, đặt cảm lên vai anh như những lần họ bên nhau. Nhưng cuối cùng cô không dám, chân cô như bị chôn chặt dưới mặt đất, không thể nào cử động cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hoàng đăng ở rất gần nhưng lại tựa như rất xa nghe tiếng bước chân dừng hẳn hoàng đăng quay lại nhìn cô bằng cặp mắt xa cách nếu như tôi không gọi em không bao giờ đến có phải không hay là em quá bận rộn nên em không thể nào liên lạc với tôi hạ vi nhất thời bối rối cô không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu hoàng đăng hít một hơi nhìn vào gương mặt khốn khổ của hạ vi anh thờ dài đầy thất vọng thôi bỏ đi tôi không nên chất vấn em lại đây ngồi xuống với tôi hạ vi như một người máy đi đến chỗ anh bất giác cô đưa tay lên muốn chạm vào mặt của anh nhưng hoàng đăng lại né tránh cô hốc mắt cô đỏ hoe bàn tay lơ lửng trên không trung một lúc sau đó lại thu về cô giấu sự buồn bã của mình dưới đáy mắt tỏ ra vô cùng bình thản. Anh không có gì nghiêm trọng chứ? Ừ, chỉ có vài vết thương, ở tay và ở chân thôi. Rất khó để diễn tả cảm xúc lúc này của Hạ Vi. Đau lòng, hối hận, tự trách tất cả đều có đủ. Cô chua xót nhìn gương mặt anh, trên trán có một vết thương dài, vừa kết máy không được bao lâu. Có vô số vết thương lớn nhỏ khác, ở khắp mọi nơi. Hạ Vi thì thầm Anh có đau không? Hoàng Đăng nhìn cô không có cảm xúc Chỉ mới vài ngày Hạ Vi cảm nhận rõ ràng Người trước mặt đã thay đổi Anh nhìn dịu dàng lúc trước Đã biến thành sự thờ ơ và lạnh lùng Đột nhiên cửa phòng mở ra Hạ Vi giật mình xoay đầu lại Khi chạm vào đôi mắt âm u Của một người phụ nữ Rõ ràng hai người vừa bước vào Cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cô Hạ Vi đứng dậy Cô đã từng nhìn thấy họ Người con gái ôm Hoàng Đăng trong đoạn video Và mẹ của anh ấy Cô có thể đoán ra thân phận của người phụ nữ Vì Hoàng Đăng thực sự Rất giống với bà Dạ chào chào cô Hạ Vi lễ phép tránh sang một bên Nhường đường cho bà Lưu Ly Lưu Ly liếc nhìn cô một cách đầy dò xét Rồi bước đến chỗ Hoàng Đăng Hỏi đầy dịu dàng Còn cảm thấy trong người thế nào Bác sĩ đã đến khám lại chưa rồi sau đó bà nhìn lâm thiên ý mỉm cười hiền hòa nói tiếp con bé nó dậy từ sớm nấu cháo cho con đấy dạ mẹ à cô ấy vừa mới chào mẹ lưu ly li lúc này khựng lại nụ cười tắt ngấm bà không hài lòng nhìn qua hạ vi đang khép nép trong góc tường cô là ai à, cháu cháu là bạn của hoàng đăng cháu tên là hạ vi à hạ vi sợ làm bà không vui nên không dám nói nhiều lưu ly gật đầu không tỏ thêm thái độ gì lâm thiên ý đến trước mặt cô thân thiện chào hỏi <laughs> chào cô tôi là lâm thiên ý hôn thê của hoàng đăng hoàng đăng sợ cô buồn lắm nên lập tức giải vây cho cô hạ vi này em về nghỉ ngơi đi tôi liên lạc sau với em vâng ạ à. Hạ Vi nhìn anh một lúc sau đó chào Lưu Ly và bước ra ngoài. Cô không muốn về nhà nên tìm một góc ngồi xuống. Đang thẫn thờ thì bên tai vang lên tiếng giày cao gót. Hạ Vi ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Là bà Lưu Ly đang nhìn cô từ trên xuống. Dù bạn nãy cô không nói gì. Nhưng mà cô có phải là... Lưu Ly dừng lại, mang theo tâm trạng nặng nề và tiếp tục nói. Ai, dù cô có là gì thì tốt nhất Cô đừng đến gần Hoàng Đăng nữa Cô thấy rồi đấy Thiên ý và Hoàng Đăng là một đôi Tôi cũng sớm coi con bé Là con dâu của mình Hạ Vy cảm thấy hơi thở của mình ngưng trễ Cô đứng dậy hít một hơi lấy lại bình tĩnh Xin cô đừng hiểu nhầm Cháu chỉ là bạn của Hoàng Đăng Và chỉ đến đây để thăm anh ấy Ừ Tốt nhất sự thật là giống như cô vừa nói Tôi không hy vọng cuộc đời của con trai mình bị phá hủy bởi cô. Hạ Vi mím chặt môi. Cô không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Nhưng có lẽ có một chút đắng cay và tủi nhục. Cô hiểu ý tôi chứ? Vâng, cháu hiểu. Trái tim của cô thắt lại. Lục phủ ngũ tạng đều bị chèn ép đến tan nát. Liều lì thấy cô đáng thương, nhưng bà không còn cách nào khác. Bà không thể nào để thiên ý thiệt thòi Càng không để ai làm con trai của bà đau khổ Cái đêm tai nạn xảy ra Chỉ có chúa mới biết Bà sợ hãi đến mức nào Và khi bà nghe nói rằng có liên quan đến người phụ nữ này Bà lại càng không có cách nào Để chấp nhận cô ta Sau cuộc trò chuyện với Lưu Ly Hạ Vi rời khỏi phòng bệnh Giống như một kẻ ngốc Cô cứ bước thẳng về phía trước Mà không biết mình đang đi đâu Thầy cô đứng ở trước cổng được một lúc bảo vệ mới tốt bụng nhắc nhở cô, sau đó Hạ Vi mới hoàn hồn, xin lỗi và rời đi. Hạ Vi lang thang trên đường một lúc, sau đó mới nhìn thấy tin nhắn của Hoàng đang gửi đến cho cô. Em đang ở đâu? Em đang ở dưới sân bệnh viện. lâu như vậy rồi, tại sao còn chưa về chứ? Nếu Triết Ninh không nói, thì tôi không biết là em chưa về. Hạ Vi giật mình nhìn xung quanh. Quả nhiên xe của Triết Ninh chờ sẵn bên ven đường, nhưng có lẽ từ lúc rời khỏi bệnh viện, cô còn mãi suy nghĩ nên không chú ý. "Tại sao em không về? Vì Triết Ninh vẫn đợi em, về nhà đi, muộn rồi đấy. Đừng ở lại đây nữa, tôi có người chăm sóc rồi." Từng câu từng chữ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nó lại mang đến cho cô một sự lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Đăng muốn kêu cô quay lại, muốn nhìn cô thêm một chút. Nhưng đêm nay Lưu Ly ở lại, anh không còn cách nào khác. Hạ Vi không nhịn được mà ngồi xồm xuống mặt đường, vùi đầu vào hai gối nghẹn ngào. Cô nhìn lên cửa sổ phòng anh, thấy bóng lưng của Lâm Thiên Ý cực kỳ dịu dàng. Lúc đó lòng cô đau, tựa như sắp chết. Vâng, em biết rồi. Hạ Vi này, ngày mai đến thăm tôi có được không? Ừ, em sẽ đến. Hoàng đang ngồi trên giường trầm ngâm, nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy. Thiên ý đang nói gì đó nhưng anh không nghe rõ. Mãi đến lúc cô ta vỗ vai anh, anh biết giật mình. Hoàng Đăng, nãy giờ anh có nghe em gọi gì không? Mãi mê nghĩ về Hạ Vi, anh thực sự không để tâm đến thiên ý, nên lúc này có chút ngại ngùng. Ừ, em nói gì cơ? Em nói anh thiên kỳ, dường như tìm thấy tình yêu đời mình rồi cô ấy xinh đẹp lắm nhưng mà em lại thấy khá quen mặt thiên kỳ về nước rồi sao anh ấy nói không yên tâm để cho em về nước một mình nên là về nước cùng với em hoàng đăng à lên một tiếng không mấy bận tâm đến chuyện riêng của lâm thiên kỳ dù trước đây họ từng là bạn nhưng mối quan hệ đó đã chấm dứt vì vài chuyện hiểu nhầm à em nhớ rồi cô gái ấy có nét rất giống với hạ vi em nói cái gì cơ hoàng đăng cau mày giật lấy chiếc điện thoại sau khi nhìn rõ người trong ảnh gương mặt của anh càng thêm lạnh ở đâu em có mấy tấm ảnh này là nhà báo theo dõi anh thiên kỳ em lại vô tình biết được và mua lại những tấm ảnh này trái tim hoàng đăng nhói lên gương mặt anh tái nhợt đến môi cũng không còn một giọt máu thiên ý thấy vậy liền sợ hãi hoàng đăng anh làm sao thế? Hoàng Đăng không trả lời. Đột nhiên đầu anh đau nhức dữ rồi. Anh ôm đầu nằm xuống giường, hơi thở gấp gáp. Tiếng bác sĩ và y tá vừa gấp gáp vừa hỗn loạn. Tránh ra, tránh ra! Hoàng Đăng nằm trên băng ca, hai mắt nhắm nghiền, tay chân mềm nhũn. Thiên Ý gọi điện thông báo tình hình cho bà Lưu Ly. Sau đó thấp thòm ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Tay cô ta siết chặt chiếc điện thoại, sau đó tức giận ném xuống đất nếu như cô biết hoàng đang kích động như vậy cô ta tuyệt đối không để anh xem những bức ảnh đó cô ta chỉ muốn anh cảm thấy tuyệt vọng về hạ vi và sau đó trở về bên cạnh cô ta nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ sáng sớm hôm sau hạ vi hầm canh và mang đến bệnh viện không khí trong bệnh viện hôm nay cực kỳ ngột ngạt ban đầu cô chưa nhận ra nhưng khi cô nhìn thấy lăng định lưu ly và lâm thiên ý nếu có mặt đầy đủ ở đây thì cô có một linh cảm không lành hạ vi không dám quấy giày bên trong cô đứng nép qua một bên thấp thòm chờ đợi lúc này lưu ly và lâm thiên ý bước ra ngoài vừa nhìn thấy hạ vi bà ta thay đổi sắc mặt bà ta lau nước mắt nhìn hạ vi một cách sắc bén không nói lời nào lưu ly tiến lại gần rồi dùng hết sức táng vào mặt của hạ vi hạ vi không kịp phản ứng lãnh chọn cái tát này. Cô kinh ngạc khóe môi rách toạc, máu rỉ ra, nhưng lại không khiến cô đau bằng những gì cô sắp nghe. Tại sao chứ? Tới những lúc nguy kịch nhất, con trai tôi luôn chỉ nhớ đến cô. Chính cô, chính cô là người hại con tôi. Lâm Thiên Ý vội vàng, đỡ lấy cơ thể đang trao đảo của Lưu Ly. Cô ta lúc này cũng không kiềm chế được. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đây là bệnh viện cô đến đây làm gì chúng tôi không chào đón cô lưu ly tiếp tục lạnh lùng nhìn hạ vi rồi rít lên đau đớn cút đi cút hạ vi không hiểu mình đã làm gì khiến cho bà lưu ly tức giận đến vậy mặc dù bà ấy không thích cô nhưng hôm qua bà ấy cũng không phản ứng mãnh liệt như thế này cháu muốn biết lý do cháu chỉ muốn thăm hoàng đăng và không có ý gì khác lý do sao cô là sao trổi cô sẽ giết anh ấy lâm thiên ý lúc này không còn gương mặt hiền lành lạnh lùng và quát lên với cô càng nghe hạ vi càng ngờ vực cô thực sự không hiểu chuyện gì nhưng càng lúc lòng cô lại càng bất an hạ vi nhíu mày nói với lâm thiên ý tôi muốn gặp anh ấy bà liêu ly nổi cơn thịnh nộ bà lại tát Hạ Vi thêm một lần nữa. Cút đi! Cút! Cút khỏi đây! Nghe tiếng ồn, ông Lăng định bước ra ngoài. Ông luôn giữ thái độ hết sức bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Vi, ánh mắt ông ta trở nên thâm thúy và lạnh nhạt. Lăng định bước ra ngoài và ra lệnh. Vào bên trong đi, đang ở bệnh viện. Lại hết thế này còn ra thể thống gì? Lâm Thiên Ý vốn muốn nói thêm vài điều. Nhưng mà ông Lăng định ra lệnh cô ta không có can đảm để làm trái cô ta đỡ lưu ly li bước vào bên trong trước khi đi cô ta còn tặng cho hạ vi một cái nhìn đầy chán ghét trên hành lang lúc này chỉ còn ông lăng định và hạ vi đối diện với nhau cô đi về đi hạ vi im lặng cắn chặt môi cô đứng bất động dường như hiểu ý cô ông lăng định dừng lại và hỏi cô Cô muốn biết lý do chứ gì Vâng ạ à. Dù Hoàng đang không muốn nói Nhưng nếu như cô muốn biết Thì tôi không giấu cô Nghe cho rõ từng lời tôi sắp nói đây Xây thần kinh của Hạ Vi căng cứng Căng thẳng lắng nghe Ông lăng định tiếp tục Trong não nó đang tích tụ máu bầm Chèn ép dây thần kinh Đó chính là hậu quả Vào cây lần nó lên núi cứu cô Nó bị va đập vào đầu nhưng luôn che giấu điều đó. Sau vụ tai nạn tình trạng của nó càng trở nên tồi tệ. Nó cần phải làm phẫu thuật, nhưng tồi tệ là nó có thể chết hoặc bị mù. Tôi nói như vậy, rõ ràng với cô chưa? Hạ Vy sững sờ kinh ngạc ngước mắt lên, cô nhớ đến việc anh bị mất thị giác khi ở bệnh viện, cả người rét run, từng câu từng chữ nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào tai của cô lại vô cùng nhức nhối. Hạ Vi Lăng Định bất ngờ gọi tên cô Hoàng Đăng không trách cô Cũng không nỡ trách cô Nhưng tôi thì không Chúng tôi đều rất hận cô Hạ Vi lào đào Cô không còn đứng vững Nếu không nhờ bức tường đằng sau chống đỡ cho cô E rằng cô đã ngã quỷ Tôi nghe Thiên Ý nói rằng cô và Thiên Kỳ cô qua lại với nhau. Nếu như vậy, thì cô đừng đến đây tìm hoàng đăng trong thời gian này nó không chịu được đả kích đâu đêm qua vì nghe được điều này mà nó suýt mất mạng lăng định lúc này lấy một tờ chi phiếu có sẵn chữ ký rồi đưa ra trước mặt hạ vi cô chỉ cần nghe lời ghi số tiền cô cần lên tờ chi phiếu này sau đó cô sẽ có số tiền đó cô hãy cầm tiền và biến đi đừng để hoàng đăng nhìn thấy cô hạ vi lắc đầu như một cỗ máy cô nghẹn ngào không nói thêm lời nào nhưng mà vẫn kiên quyết từ chối tờ chi phiếu lăng định mất kiên nhẫn ông ném tờ chi phiếu sau đó bước đi nếu như cô còn cố chấp tôi sẽ khiến cô khổ sở và không có bất cứ thứ gì một xu cũng không dây thần kinh của hạ vi đứt phật. cô ngồi bên xuống hành lang cúi sầm mặt bà vai cô run rẩy nước mắt chảy qua kẽ tay rồi rơi xuống đất. khổ sở tự trách, dằn vặt bản thân khiến cô vô cùng đau đớn. từ bé tới lớn, người đối xử tốt với cô không nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương. thì chắc chắn rất nhiều. và người khiến cho cô yêu thương nhất lại chính là hoàng đăng, người tốt với cô nhất lại chính là anh. nhưng cô không xứng với anh, cô không xứng đáng được anh yêu thương và hy sinh có lẽ cô thật sự là một sự xui xẻo luôn gieo rắc bất hạnh đến những người thân yêu lần đầu tiên hạ vi lấy hết can đảm đến gặp lăng định và nói chuyện riêng cùng với ông cô đứng trước mặt lăng định nghiêm túc nói cháu sẽ rời đi sau này không bao giờ làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa cô không cần đến đây nói chuyện này với tôi cô chỉ cần ghi số tiền cô muốn vào tờ chi phiếu là được cháu đến đây là vì điều này cháu muốn trả lại tờ chi phiếu cháu sẽ không nhận bất cứ một đồng nào hay lợi ích nào từ lăng ra cháu chỉ có một mong muốn mong ông đồng ý à cô muốn gì cháu muốn ở lại bệnh viện chăm sóc hoàng đăng đến khi anh ấy phẫu thuật thành công khi anh ấy khỏe cháu sẽ rời đi cô đang tính toán điều gì có phải không cô muốn sau khi hoàng đăng tỉnh dậy và cô nói những điều này cho nó biết nói rằng tôi ép cô có phải không rồi sau đấy cô lại có được sự bảo vệ của nó cô đang xem thường tôi đi à hay là cô đánh giá quá cao trí thông minh của cô chẳng là gì cả cháu chỉ muốn chăm sóc anh ấy chỉ có vậy thôi cháu không đủ sức chống lại ông nếu cháu làm trái lời hứa ông có thể làm gì cháu cũng được dù sao cháu cũng không có sức để phản kháng nếu như tôi không đồng ý thì sao cô làm gì tiếp theo cháu đến không phải bàn điều kiện mà đến đây là muốn cầu xin ông suýt chút nữa hạ vi đã quỳ xuống đất nhưng cây gậy của lăng định lại đưa ra ngăn cản cô thôi thôi tôi không nhận được sự kính lễ này đâu nhưng đến cuối cùng lăng định cũng bị sự kiên trì của hạ vi thuyết phục ông ấy chấp nhận đồng ý tôi đồng ý nhưng từ đây đến lúc hoàng đăng khỏe lại cô không được hé răng với những chuyện này nếu như để tôi biết cô có ý nghĩ này tôi sẽ khiến cho cô biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn hạ vi mím môi gật đầu và sau đó đặt tờ chi phiếu lên bàn nhìn thấy hành động của cô ông lăng định lại nói tiếp cô cứ mang nó đi đến một lúc nào đó cô cũng cần nó thôi đó xem như là tôi bồi thường cho cô nghe ông lăng định nói như vậy hạ vi mỉm cười cô lắc đầu từ chối hoàng đăng anh ấy đã giúp cháu rất nhiều cháu không lấy bất cứ thứ gì để rời xa anh ấy chẳng ai biết nguyên nhân thực sự Hạ Vi rời khỏi anh, không phải vì vật chất, không phải vì hết yêu, mà bởi vì cô thấy không xứng đáng. Một đóa hoa nhuốm màu u ám như cô không nên đứng cạnh một ánh mặt trời chói lóa. Cô nhìn thấy Lâm Thiên Ý rồi. Cô nghĩ rằng đó là mảnh ghép phù hợp nhất dành cho Hoàng Đăng, về tất cả mọi mặt. Mọi chuyện đang trả lại và sắp quay lại quỹ đạo ban đầu của nó. Tại sao cô lại đau đớn đến như vậy chứ? Tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi Việc của Trương Nghê Tôi đã thu thập đủ bằng chứng để chứng minh cô vô tội Cô chỉ cần giữ đúng lời hứa của mình Tôi sẽ giúp cô Đòi lại công bằng Nghe Lăng Định nói như vậy Hạ Vi hít một hơi Sau đó gượng cười Nói lời cảm ơn Vậy thì cháu cảm ơn ông Suốt lời cô vội vàng chạy ra ngoài Rồi ôm mặt nức nở Khi ngẩng đầu lên cô đã đứng trước phòng bệnh của hoàng đăng từ lúc nào do có được sự đồng ý của lăng định và mệnh lệnh của ông mà không ai dám làm khó cho cô kể cả bà lưu ly và lâm thiên ý nhưng trong đôi mắt của họ lại không hề che giấu sự chán ghét dành cho cô hoàng đăng hôn mê một ngày rồi không biết khi nào mới tỉnh đây lâm thiên ý buồn bã ôm lấy bà vai đang run rẩy của bà lưu ly Sức khỏe của mẹ không tốt Hay là mẹ về nhà nghỉ ngơi trước Mẹ có về nhà Cũng không yên tâm Ở đây thì tốt hơn con à Anh đang tỉnh lại Con thông báo với mẹ ngay Anh ấy tỉnh lại Mà thấy mẹ như thế này Anh ấy lại trách con Không chăm sóc mẹ chu đáo Lâm Thiên Ý vô cùng dịu dàng Bà Lưu Ly vốn là kiệt sức rồi Bà biết mình không trụ được lâu Nếu cứ như thế này Sớm muộn gì bà cũng gục ngã. Cuối cùng, bà đồng ý với Lâm Thiên Ý. Bà dặn dò cô ta trước khi rời đi. Vậy khi nào nó tỉnh, còn phải cho mẹ biết ngay nhé. Hạ Vy lễ phép gật đầu chào tạm biệt bà Lưu Ly, nhưng bà không hề nhìn cô lấy một lần. Khi chỉ còn lại hai người, Thiên Ý liếc nhìn cô, không giấu được sự mệt mỏi. Tôi đã nghe về thỏa thuận của cô và ông nội. Hy vọng cô không giở trò. Tôi sẽ không. Hạ Vi ngồi xuống ghế, chua xót nhìn những sợi dây cắm đầy người Hoàng Đăng. Lầm Thiên Ý thở dài, sau đó đứng dậy. Tôi rất hối hận, bởi vì rời xa anh ấy một thời gian. Nếu như tôi không rời đi, chắc là mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Anh ấy sẽ không gặp cô và không bị thương. Nếu lúc đó tôi kiên trì thêm một chút, chắc chắn bây giờ tôi đã là vợ của anh ấy. Hạ Vi nghe mà nuốt nước bọt, chỉ là vài câu đơn giản thôi, nhưng mà cô có cảm giác trái tim mình có vô số nhát dao đang đâm vào. Bỗng nhiên một giọng nam khàn đặc cất lên. "Hạ Vi." Hạ Vi giật mình, Hoàng đang tỉnh rồi sao? Anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất là ngạc nhiên và đau lòng. Chắc là anh đang hiểu nhầm cô. Chưa đợi cô giải thích, Thiên ý đã vượt qua người cô Rồi nắm tay của Hoàng Đăng Anh tỉnh rồi à Mẹ biết chắc là mẹ vui lắm Anh có mệt không Có cần gọi bác sĩ không Sự thân mật này Nhìn thấy như vậy Chân của Hạ Vi tê dần Cắm sâu dưới nền đất lạnh Không thể nào nhúc nhích hay di chuyển Hạ Vi à Hoàng Đăng lại gọi thêm một lần nữa Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô Em lại đây. Mặt của Lâm Thiên Ý tối sầm, nhưng cô ta phải giữ thái độ hòa hoãn, gượng cười đứng dậy nhường chỗ cho Hạ Vi. Hạ Vi đến bên cạnh anh và cố gắng nặn ra một nụ cười. Hoàng đang hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Ý, cô ấy chớp chớp mắt rồi nói. Em ra ngoài, gọi điện thông báo cho mẹ và ông nội biết. Khoảnh khắc chạm vào mắt Lâm Thiên Ý, Hạ Vi nhìn thấy một tia u ám xẹt qua nó khiến sống lưng của cô lạnh toát hoàng đăng nhìn cô một lúc môi mấp máy nhưng lại không nói gì sau đó rũ mắt dịu dàng nắm lấy bàn tay cô nâng niu như một báu vật em đừng đi đâu hết em phải ở lại bên cạnh tôi hạ vi cắn chặt môi đau đớn gật đầu đồng ý hoàng đăng quan sát cô một lượt khó giấu được sự bất an trong lòng tôi lại khiến em sợ sao Ừ Em sợ lắm Sợ chết khiếp Lần sau anh không được khiến mọi người lo lắng như vậy Anh hiểu chưa Hoàng Đăng nhìn cô Rồi miễn cưỡng gật đầu Ngay lúc này Lâm Thiên Ý bước vào Cô sững người khi thấy Hoàng Đăng Đang nắm tay Hạ Vi Sự cam ghét của cô đối với người phụ nữ này Lại càng tăng thêm Mẹ đang mệt Nên em kêu mẹ nghỉ ngơi cho tốt Anh không cần phải lo thiên ý cười hiền hòa nhưng câu nói tiếp theo của hoàng đăng khiến sắc mặt cô ta thay đổi em chăm sóc mẹ giúp anh một thời gian có được không em mà đi rồi thì ai chăm sóc anh chứ hơn nữa mẹ ở nhà cũng có người chăm sóc anh ở đây có hạ vi chăm sóc rồi sức khỏe của mẹ vốn không tốt anh lại không yên tâm để cho người khác chăm sóc mẹ lâm thiên ý thừa biết anh đang cố tình đuổi cô ta về cô ta cắn chặt môi cố gắng kiềm chế cảm xúc sau đó nhìn hạ vi chắc chắn hạ vi nói gì với hoàng đăng nên anh ta mới không cần cô nhưng mà không sao lần này cô ta sẽ nhịn đợi một thời gian nữa hạ vi buộc phải biến mất khỏi cuộc sống của hoàng đăng lúc đó anh ấy sẽ thuộc về cô ta thôi được rồi em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt có cái gì hạ vi này cô gọi điện thoại cho tôi được chứ hạ vi gật đầu đồng ý nhìn theo bóng dáng cô ấy đến khi cô ta biến mất hoàng đăng lại nhắc nhở cô em đừng nhìn nữa cô ấy đi rồi hạ vi giật mình ngoái đầu nhìn lại thấy sắc mặt của anh nhợt nhạt anh không khỏe ở đâu à anh không sao chỉ là nhiều ngày không cử động tay chân có chút tê động đậy hơi đau nhức một chút ra ngoài đi dạo một lát nhé dù vẫn đỡ anh nhưng mà hạ vi lại lắc đầu từ chối nhưng mà bên ngoài lạnh lắm anh không nên ra ngoài đâu nhưng mà trong phòng này lại rất ngột ngạt kìa không được đâu vậy thì ra ngoài hành lang thôi có được không ừ nhưng mà chỉ đứng một chút thôi đấy tôi đồng ý hạ vi vội vàng đỡ lấy anh anh quá cao khiến cho cô có chút chật vật. Mỗi bước đi đều nghiêng qua nghiêng lại, phải lào đào một lúc mới có thể giữ vững bước đi. Em đang chăm sóc, hay là hành hạ bệnh nhân đấy hả? À? <laughs> em xin lỗi. Hoàng Đăng nhướng mày và cười khẽ. Khó khăn lắm Hạ Vi mới dịu Hoàng Đăng ra ngoài hành lang được. Nhưng thời tiết quá lạnh, chẳng đứng được bao lâu, liền trở về phòng. Ai, chán thật. Buổi này đi trượt tuyết thì còn gì bằng năm sau tôi đưa em đi em có biết trượt tuyết không hạ vi hạ vi cười khổ một tiếng cô và anh không bao giờ còn có cơ hội đó cô cúi sầm mặt hít một hơi dù cố gắng kìm nén để không bật khóc nhưng hoàng đăng là người tinh mắt thấy đôi mắt đỏ hoe của cô thì liền hỏi ngay sao thế em vui đến mức muốn khóc sao hoàng đang vừa lau nước mắt cho cô vừa trêu chọc cho bầu không khí bớt căng thẳng trông em như một con mèo đúng là lấm lem xin lỗi vì điều gì chứ bởi vì do em anh mới gặp nhiều rắc rối như vậy nếu không có em anh cũng không gặp tai nạn hạ vi nghẹn ngào giọng nói hơi run rẩy hoàng đang thở dài một hơi là do tôi uống say liên quan gì đến em chứ đừng có chuyện gì cũng ôm hết vào mình có được không nếu em còn giữ tính cách thế này sớm muộn gì em cũng sẽ nhẫn chìm và giết chết bản thân mình trong phiền muộn đấy hạ vi im lặng nước mắt không ngừng rơi xuống hoàng đang lau nước mắt cho cô sau đó dịu dàng ôm cô vào trong lòng đó không phải là lỗi của em tôi tự nguyện bởi vì tôi yêu em hạ vi sững người trái tim đau như bị vãn mũi tên đâm xuyên cô ra sức ôm thắt lưng anh cô muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để cô được ở bên cạnh anh lâu thêm một chút hoàng đang đổi chủ đề để cô được thoải mái hơn tôi muốn ăn táo ở đây không có táo để em ra ngoài mua nhé vậy không ăn táo nữa ăn nho quả nhiên có một dĩa nho xanh ở trên bàn hạ vi ngồi lại chỗ cũ tỉ mỉ lột vỏ từng quà nho lột nho rất mất thời gian hạ vi chăm chú còn hoàng đăng lại vô cùng nhàn rỗi anh chống tay đỡ đầu nằm xuống ngắm nhìn cô đêm đó khi nhìn thấy hình ảnh cô thân thiết với lâm thiên kỳ anh đã rất tức giận nhưng khi nằm trong phòng cấp cứu giây phút đấu tranh với tử thần anh hiểu rõ anh không giận cô giây phút đó anh chỉ sợ sẽ chết và không còn được nhìn thấy cô đến khi anh tỉnh lại anh nhìn thấy cô đứng trước mặt tuy không nói ra nhưng anh hiểu bản thân mình đã vui đến mức nào lúc đó anh hoàn toàn tỉnh ngộ anh cần cô sẵn sàng gạt bỏ quá khứ chỉ cần hiện tại cô ở bên cạnh anh là đủ bản thân hoàng đăng cũng bị suy nghĩ của bản thân mình làm cho mình giật mình nghe qua thì ý nghĩ của anh vô cùng ngốc nghếch nhưng anh lại tình nguyện trở thành một kẻ ngốc để giữ cô lại bên cạnh mình đột nhiên hoàng đăng nói một câu không đầu không cuối hạ vi tôi không quan tâm gì đâu anh vừa nói gì không có gì những ngày sau đó hạ vi luôn ở bên cạnh hoàng đăng như hình với bóng liêu ly và lâm thiên ý hàng ngày đều đến nhưng đều bị hoàng đăng đuổi khéo về còn lăng định không thường xuyên đến chỉ đến ngày hoàng đăng phẫu thuật thì ông mới có mặt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trong lòng ai cũng nặng chịu tâm tư. Họ an ủi và động viên nhau, chỉ có Hạ Vi tách biệt, ngồi một mình ở một góc, từng giây trôi qua đều vô cùng gian nan. Họ vẫn bất động đứng đó rất lâu. Đứng từ lúc họ hàng của Hoàng đang đến đông đủ, đến khi họ giải tán ra về, đứng từ khi mặt trời còn lên cao, đến khi màn đêm bao phủ. Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, trái tim cô đậm thình thịch, rối loạn và sợ sệt cô chùi vội bàn tay nhớp nháp mồ hôi vào áo rồi chạy lên phía trước nghe ngóng tin tức về anh bác sĩ mệt mỏi đi ra ngoài người đầu tiên đến hỏi là lâm thiên ý cuộc phẫu thuật thế nào ạ qua cơn nguy kịch rồi cuộc phẫu thuật vô cùng thành công tuy nhiên vẫn phải nằm ở phòng hồi sức cần sự chăm sóc đặc biệt một thời gian mọi người không thể vào thăm trong thời gian này sự vui mừng lan tỏa khắp nơi Ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm. Hiểm hỏi thấy được nụ cười của Lăng Định, ông ấy lịch sự nói với vị bác sĩ: Cảm ơn bác sĩ, cậu nhọc lòng rồi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Mọi người chìm đắm trong sự hân hoan, không ai chú ý đến Hạ Vi đang lủi thủi trong góc tối. Cô chỉ có thể tự vui vẻ với chính mình. Đối với cô, anh Bình An quan trọng hơn tất cả. Một lúc sau Hoàng đang được di chuyển đến phòng hồi sức. Mặc dù không thể vào, nhưng thông qua cánh cửa trong suốt, Hạ Vi có thể nhìn thấy anh. Anh nằm yên tĩnh trên giường trắng xóa, đôi mắt nhắm nghiền. Bệnh nhiều ngày khiến anh nhợt nhạt, nhưng lại không thể nào che lấp được nét điển trai trên gương mặt. Hạ Vi ngồi ở ghế và suy nghĩ suốt một đêm. Đến hừng sáng, cô thẫn thờ rời khỏi bệnh viện. Thời gian cô được ở bên cạnh anh càng ngày càng ngắn. Có lẽ đã đến lúc cô cần phải rời khỏi cuộc sống của anh. Trở về nhà, Hạ Vi đi đến tủ quần áo, lấy ra chiếc vali, rồi sau đó thu dọn một vài thứ. Dù sao thì ngày đó cũng sắp đến, Hoàng đang tỉnh dậy, bình an, thì là lúc cô phải rời đi. Đó là lời hứa của cô với ông Lăng Định. Những ngày này ở bên cạnh anh, coi nhiều khi hạnh phúc đến mức cô suýt quên đi hiện thực Cô đã từng ước thời gian dừng lại vào khoảnh khắc đó Nhưng mà cuối cùng Vẫn phải quay về với thực tại Quần áo của Hạ Vi không nhiều Thu dọn rất nhanh là xong Chiếc vali nặng nề đóng lại Nước mắt của cô Cũng tuôn xuống như mưa Dù chuẩn bị sẵn tinh thần Nhưng khi nó thật sự diễn ra Còn tàn khốc hơn rất nhiều Những ngày sau đó Mặc dù không thể vào thăm Hoàng Đăng Nhưng ngày nào Hạ Vi cũng đến đứng trước cửa phòng hồi sức và nhìn anh rất lâu thấy cô đến mỗi ngày lại tĩnh lặng đứng y một chỗ không nói không cười mấy y tá đi ra đi vào bàn luận không ít có người nhìn thấy cô đáng thương không nhịn được mà đến trò chuyện với cô sao cô không vào bên trong mà ngày nào cô cũng đứng ngoài này cô y tá hỏi cô rồi thấy sự khó xử của hạ vi không làm khó cô nữa Đừng lo lắng, bệnh nhân hồi phục rất tốt, vài ngày nữa là được chuyển ra ngoài. Cảm ơn chị. Đúng như lời y tá nói, ba ngày sau, Hoàng đang được chuyển lại phòng riêng. Họ hàng thân thích nghe tin, ồ ạt kéo vào thăm. Đến chiều Hoàng đang cũng tỉnh lại. Trải với sự hân hoan của mọi người, anh chỉ trầm mặc nằm một chỗ. Liều Ly giải thích có thể vừa mới tỉnh dậy, anh còn mệt. Nhưng chỉ có Hoàng đang biết, anh đang chờ đợi một người. Đến sáng của ngày hôm sau đó, Hạ Vi vào thăm anh. Và cô cũng đặt sẵn chuyến bay cho buổi tối. Hoàng đang nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô. Tôi cứ nghĩ em không đến. Tại em không muốn quấy rầy mọi người, tranh thủ thời gian nấu cháo cho anh. Vậy còn nghe được chứ? Thấy anh ăn ngon miệng, Hạ Vi cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nhìn ra tâm sự của cô hoàng đăng lại hỏi cô sao thế có gì không vui à không có gì chỉ là nghĩ ngợi một số chuyện hạ vi cười cho hoàng đăng yên tâm một lúc nữa chúng ta ra ngoài đi dạo nhé sao hôm nay lại đồng ý cho tôi ra ngoài chứ em có âm mưu gì phải không <laughs> không phải Dạo này ấm áp hơn với lại chúng ta không đi xa đâu chỉ đi dạo dưới sân một lúc. Không phải anh nằm lâu như thế, chắc là rất ngột ngạt, có phải không nào? Ừ, cũng đúng, cháo ngon thật đấy. Anh ăn từ từ thôi. Hạ Vi chống tay dưới cầm để ngắm nhìn anh. Hoàng đang phát hiện ra ánh mắt của cô, liền trêu chọc. Sao em lại nhìn tôi chăm chú thế? À, hay là ngày hôm nay em mới nhìn ra nét đẹp của tôi? chỉ mới nhìn một chút mà anh lại ảo tưởng rồi sao nói xong cô lấy điện thoại ra đưa lên chụp vội anh một tấm hoàng đang nhíu mày không hài lòng cho lắm ừm em chụp lén tôi sao sao lại không nói cho tôi biết như thế không đẹp em chụp lại đi anh muốn lấy điện thoại của hạ vi nhưng điện thoại liền bị cô bỏ vào trong túi không cần như vậy là rất đẹp rồi hạ vi không cho anh lấy Hoàng Đăng cũng lười tranh luận với cô. Sớm muộn gì, tôi chả nhìn thấy. Nếu như xấu, thì tôi xóa đấy nhá. Nụ cười trên môi Hạ Vi tắt ngắm. Đợi Hoàng Đăng ăn xong, cô đi mượn một chiếc xe lăn. Vừa nhìn thấy Hoàng Đăng đã nhăn nhó mặt mày. Ơ kìa, tôi tự đi được mà. Không được đâu. Hoàng Đăng nhướng mày, sau đó nghe theo lời của cô. Hạ Vi cùng với Hoàng Đăng đi dạo một lúc đứng dưới một tán cây lớn. Đằng xa Hoàng đang chú ý đến một ông lão. Bên cạnh là bà lão có gương mặt hiền hòa, dù tóc đã bạc phơ, răng rụng, nhưng trông họ vẫn rất hạnh phúc. Bà lão thi thoảng lại quay sang nói gì đó với ông, còn ông ấy chỉ nhìn bà bằng ánh mắt rất say mê. Như cả thế giới của ông ấy chính là vợ của mình. Hạ Vi nhìn theo ánh mắt của Hoàng Đăng, cô cũng mỉm cười đầy hạnh phúc nhưng khi nhớ đến tình cảnh của mình cô thực sự cười không nổi đột nhiên hoàng đăng hỏi cô họ rất hạnh phúc có phải không ừ um, sau này chúng ta cũng như vậy có được không hoàng đăng đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô nhưng qua rất lâu cô vẫn giữ im lặng hạ vi cúi mặt không ai nhìn thấy đôi mắt cô đang đỏ hoe chất chứa đầy tâm sự hạ vi hạ vi hoàng đăng gọi tên cô hạ vi nghẹn ngào không dám ngẩng đầu nước mắt rơi xuống má nhưng lại bị cô lau đi nhanh chóng không nghe được câu trả lời của cô hoàng đăng có chút thất vọng nhưng mà anh không muốn ép cô đột nhiên hạ vi dừng lại cô không dám nhìn vào đôi mắt của anh chỉ nhỏ giọng hoàng đăng này Ngày mai em không đến nữa Hoàng đang sững sờ Nhưng mà không quá bất ngờ Anh sớm nhìn ra được những điểm bất thường của cô Nhưng anh lại không dám tin đó là sự thật Anh luôn tự lừa dối bản thân mình Rằng đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của mình Em bận à? Gần đây quay phim lại Nên em hơi bận có phải không? Hoàng đang cố gắng Để không hiểu cảm giác của cô Hạ Vy hít một hơi Chậm rãi Ý em là Sau này Hạ Vi Đừng nói gì nữa Cho dù em đang suy nghĩ gì trong đầu Thì em dẹp bỏ hết cho tôi Xem như tôi chưa từng nghe thấy gì Hoàng Đăng Anh nghe em nói Hoàng Đăng siết chặt bàn tay Để lộ khớp xương trắng bạch Chúng ta chưa hẳn là người yêu Cũng không phải là bạn bè Chúng ta ở bên nhau vốn dĩ Là một điều không đúng em đưa ra quyết định này đi chia để chúng ta quay về đúng quỹ đạo của nó mặc dù không có tư cách để nói ra hai từ chia tay nhưng mà em muốn nói với anh chúng ta chấm dứt đi hoàng đang đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô đôi mắt anh đò ngầu nhìn cô không chớp mắt như thể chất chứa tất cả những gì anh dành cho cô thất vọng và đau đớn thất vọng vì sao cô không tin anh dường như từ khi bắt đầu cô chưa bao giờ tin anh anh từng bước tiến đến gần cô cô lại nghĩ đủ mọi cách để cách xa anh em suy nghĩ kỹ chưa về tất cả những gì em nói em đang đùa có phải không hay là gần đây em có áp lực gì hạ vi hiếm khi hạ vi nhìn thấy hoàng đăng để lộ ra một tia yếu đuối Trái tim cô đau nhói Nhưng cô vẫn cố tình Rút tay ra khỏi anh Câu cuối cùng dường như muốn cắt đứt Hoàn toàn tình cảm của họ Xin lỗi Em đã từng nghĩ đến Là em có thể đến với anh Khiến anh vui vẻ Bản thân em cũng vui Nhưng dường như em không cảm thấy vui Qua rất nhiều chuyện em cảm thấy rất mệt Em muốn quay về cuộc sống trước kia em không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào em không đủ mạnh mẽ để tiếp tục em không chịu được sự giày vò hoàng đăng à để em đi đi sau khi nghe xong câu nói đầy nhẫn tâm đó hoàng đăng buông tay cô như chỉ chờ thời khắc này hạ vi vội vàng rời đi thậm chí không dám nán lại thêm một giây một phút nào nữa cô sợ lắm cô sợ nhìn thấy sự cô độc và bi thương của anh cô sợ mình hối hận sợ mình bất chấp tất cả mà làm trái lời hứa sợ liên lụy đến anh sợ kéo anh xuống bùn lầy sợ khiến anh tổn thương qua rất lâu sau hoàng đăng vẫn ngồi bất động ở đó mặt trời lặn anh như chìm vào bóng tối hoàng đăng thích bóng tối vì trong bóng tối không ai thấy được anh đang bật khóc một lúc sau lâm thiên ý vội vàng đi đến cô ta mừng rỡ khi tìm được hoàng đăng anh đăng em đi tìm anh nãy giờ may mà hạ vi nói cho em biết anh ở đây nghe đến hạ vi hoàng đăng cau mày rõ ràng còn quan tâm tại sao cô ấy lại nói ra mấy lời nhẫn tâm như vậy để làm tổn thương đôi bên chứ em đưa anh vào trong nhé hoàng đăng gật đầu đồng ý với thiên ý trầm ngâm nhìn về hướng hạ vi vừa mới rời đi như vậy là kết thúc rồi sao kết thúc thật rồi sao nửa đêm hôm đó hạ vi lên máy bay rời thành phố a cô ngồi trên máy bay chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại chàng trai trong tấm ảnh không hề có sự chuẩn bị hay đề phòng anh đang lơ đễnh nhìn xuống bức ảnh không đủ sáng không thể nhìn rõ gương mặt anh nhưng dù là như thế cũng không thể nào che lấp được khí chất trên người của anh hạ vi nhìn đến chăm chú vô thức mỉm cười. Rồi sau đó, lại vô thức rơi nước mắt. Cảm xúc hỗn loạn, trái tim của cô đầy dẫy vết thương. Tạm biệt Hoàng Đăng. Có lẽ anh sẽ sớm quên em và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cả cuộc đời này, em không thể nào quên được anh. Quả nhiên là Hạ Vi nói được làm được. Cô ấy như một cơn gió, vô tình thổi qua cuộc đời Hoàng Đăng, rồi lại biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Đêm hôm đó Hoàng Đăng gọi điện cho cô, thì lại phát hiện cô đổi số điện thoại. Triết Ninh đến nhà tìm cô, thì biết cô đã chuyển đi. Xem ra cô chuẩn bị rất sẵn sàng để rời xa anh, gọn gàng và vô cùng sạch sẽ. Đối với Hoàng Đăng, việc điều tra tung tích của cô không hề khó, nhưng anh lại không làm như vậy. Xem như anh trả lại tự do cho cô mùa đông năm đó tuyết rơi nhuộm trắng thành phố a hoàng đăng lặng lẽ ngồi trong phòng bệnh từ ngày chia tay hạ vi anh không biểu hiện cảm xúc gì ra ngoài chỉ lãnh đạm hơn bình thường hoàng đăng cánh cửa mở ra lâm hải bước vào nhìn anh chật lưỡi chồng cậu khỏe hơn nhiều tôi có thể nói về công việc rồi có phải không ừ cậu nói đi tôi đến là vì bộ phim Bộ phim thế nào? Tôi dự định cho chiếu vào cuối tháng. Cậu thấy thế nào? Sắp đến Tết rồi. Đây là một bộ phim hot nhất cuối năm nay. Chắc chắn là bùng nổ. Tôi đã lo về phần tuyên truyền phim. Nhưng mà tôi không thể nào liên lạc với Hạ Vi. Cô ấy đâu rồi chứ? Không lý nào. Cậu bị ra nông nỗi này. Mà cô ấy không ở đây sao? Lâm Hải tìm kiếm xung quanh. Nhưng không thấy gì. Hoàng đang trầm ngâm một lúc. Sau đó lên tiếng cô ấy không thể giúp ông tuyên truyền phim được đâu tại sao chứ làm sao mà tuyên truyền phim lại không có diễn viên chính diệp nghi bận việc ở nước ngoài cô ấy không tham gia thì cô ấy báo từ đầu rồi vũ lãng thì càng ngày càng ít hoạt động tập trung cho sự nghiệp kinh doanh còn hạ vi nếu bây giờ không có cô ấy làm sao chúng ta tuyên truyền đến khán giả của mình một bộ phim chỉ có diễn viên phụ đúng là buồn cười đây là trò cười lớn nhất trong sự nghiệp của tôi đấy. Nghĩ ngợi một lúc, Lâm Hải càng thấy không đúng. Ông hỏi ngay. Này, có phải là hai người xảy ra chuyện gì à? Chia tay rồi à? Hay là cậu chọc giận cô ấy? Không được, không được. Nếu giận hờn thì phải nhanh chóng làm hòa. Rồi cậu phải kéo cô ấy đến đây cho tôi. Chúng tôi chia tay rồi. Hoàng Đăng bình tĩnh trả lời. Trên mặt không có nửa cảm xúc tiếc nuối. Cô ấy rời khỏi thành phố A rồi Tôi không có cách nào Kéo về đây cho ông được đâu Cái gì cơ Chết tiệt Tôi bỏ rất nhiều công sức vào bộ phim này Tôi còn nghĩ Nó tạo thành một cơn địa chấn về phim lẻ cuối năm Bây giờ thì hay rồi Cái gì cũng không có Lâm Hải này Ông yên tâm đi Bộ phim chắc chắn sẽ thành công Sao cậu lại chắc chắn chứ Bởi vì bộ phim đó quay rất tốt không cần tuyên truyền Cũng không thiếu người xem đâu Lâm Hải nhìn Hoàng Đăng Không biết anh có quá tự tin hay không Khi nhìn thấu thị trường Chỉ là có một số khúc mắc Hoàng Đăng này Chúng ta nên chiếu bộ phim này không? Tại sao lại không chứ? Cứ công chiếu như dự định Không tuyên truyền từ phía diễn viên Thì đầy mảng Truyền thông khán giả đi Dù sao cô ấy cũng không có mặt ở đây và tôi tôi muốn cô ấy phải nổi tiếng để làm cái gì cô ấy đã đi rồi chưa chắc cô ấy cần sự nổi tiếng này bởi vì tôi từng hứa chỉ cần cô ấy tham gia vào dự án này chắc chắn cô ấy sẽ nổi tiếng tôi mặc kệ cô ấy cần sự nổi tiếng này hay không cần nhưng mà tôi hứa thì nhất định tôi phải làm hoàng đăng bình tĩnh lắm nhưng chẳng ai nhận ra rằng anh đang tính toán điều gì đó lâm hải thờ dài nói tiếp nhưng đời tư của hạ vi thực sự không tốt dù chứng minh được rằng cô ấy trong sạch không liên quan đến cái chết của trương nghi nhưng mà tòa sửa cô ấy vô tội người khác nói gì thì kệ họ chuyện này cứ như vậy mà làm đi thời gian trôi qua đến mùa xuân thì hoàng đang xuất viện anh chính thức quay về tiếp quản lăng gia như ông Lăng Đình mong muốn. Hoàng đang ở trong phòng riêng, mở màn hình chiếu, gương mặt xinh đẹp và sắc lạnh của Hạ Vi xuất hiện rõ mồn một. Bộ phim năm đó khởi chiếu đã tạo thành cơn địa chấn như mong muốn của Lâm Hải. Danh tiếng của tất cả diễn viên đều tăng vọt, độ thảo luận cũng nằm ở mức kỷ lục. Chiếu từ cuối năm trước, nhưng đầu năm sau vẫn hiền ngang chiếm hạng nhất của tất cả bảng xếp hạng danh tiếng. Người được nhắc tên nhiều nhất chính là hạ vi từ sau bộ phim có rất nhiều người thích cô nhưng khi nghe tin cô rút hẳn khỏi giới giải trí ai nấy đều tiếc nuối cho cô nhìn thấy cảnh quay cuối cùng hạ vi rơi xuống vách đá đôi mắt cô ánh lên sự tiếc nuối rồi cuối cùng nhắm mắt lại từ từ rơi xuống ánh mắt đó gợi lại cho hoàng đăng những ký ức không mấy tốt đẹp ngày cô rời đi đôi mắt của cô cũng vụt qua một tia tiếc nuối ngắn ngủi giống như vậy. Nhưng rồi cô vẫn bỏ anh, lạnh lùng và vô cùng dứt khoát. Thật ra, anh nên nghĩ, cô ấy yếu đuối thật, hay thật ra ẩn sau trong gương mặt thiên thần đó chính là sự tàn nhẫn. Hoàng đang mở ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp nhung được thiết kế tinh xảo. Anh mở ra một sợi dây chuyền pha lê lấp lánh, lóe lên trong bóng tối. Anh vuốt nhẹ mặt dây chuyền rồi lại buồn bực đóng lại. Anh vốn chuẩn bị món quà này tặng cho Hạ Vi khi bộ phim công chiếu, nhưng không ai ngờ mãi mãi không thể nào đưa đến tay cô. Có những thứ để lỡ một lần là không còn cơ hội nữa. Một lần nữa, năm cũ qua đi, năm mới sắp đến. Nói về Hạ Vi, cô lúc này đang đứng trong quầy nhìn từng đợt từng đợt khách ra vào quán, đến khi chỉ còn một người khách cuối cùng, thì trời cũng tối. Anh ta ăn xong đã lâu, nhưng không có ý định rời đi. Chắc là anh ta chỉ có một mình, cũng cô đơn giống như cô. Đã qua hai năm kể từ ngày cô rời khỏi thành phố A, lần đầu tiên đặt chân xuống thành phố C, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Hạ vì lúc đó không có tiền, không có bằng cấp, không có quan hệ, suốt ngày quanh quẩn trên những con phố tìm kiếm công việc cuối cùng cô làm việc ở một siêu thị nhưng công việc đó không duy trì được lâu cô bị sa thải sau vài tháng chỉ vì làm trái ý với quản lý thầy cô chỉ có một mình chàng trai đến bắt chuyện với cô gần giao thừa rồi cô có dự định gì không à không có chồng cô rất giống một diễn viên mà tôi rất thích Tôi suýt nhận nhầm cô thành cô ấy <laughs> Dạ vâng Chắc là anh nhầm rồi Bắt đầu từ lúc bộ phim được công chiếu Như lời Hoàng Đăng từng nói Cô thực sự nổi tiếng Nhưng vì tránh gặp mặt anh Nên cô dứt khoát rời khỏi giới giải trí Cô thay đổi kiểu tóc Thay đổi cách ăn mặc để tránh mọi người nhìn ra cô Nhưng cũng không ít lần Có người nhận ra cô Những lúc như vậy Hạ Vi chỉ có thể lắc đầu Nói rằng không phải cũng đúng cô ấy làm sao có thể làm việc ở một quán thức ăn nhanh được chứ khi nhìn lên tivi chàng trai buồn bã và nói tiếp có những người sinh ra thì có tất cả mọi thứ lại có những người phấn đấu suốt cả đời lại chả có gì cô nhỉ hạ vi nhìn theo đôi mắt đó cô giật mình khi nhìn thấy hoàng đang xuất hiện ở đó từ ngày anh rời khỏi giới giải trí tin tức cũng không nhiều thi thoảng có xuất hiện nhưng lại vô cùng chớp nhoáng. Ít khi xuất hiện lâu như vậy trên một chương trình. Trên TV, Hoàng Đăng đang trả lời phỏng vấn về dự án sắp tới của mình. Hạ Vy cảm thấy vui mừng cho anh. Càng ngày anh càng thành công, cô càng cảm thấy quyết định năm đó của mình là một quyết định đúng đắn. Đột nhiên chàng trai trẻ ngỏ ý với cô. Sắp bán pháo hoa rồi, Cô có hứng thú đi xem không? Tôi muốn đi, nhưng lại ngại đi một mình. À, tôi không. Tôi còn có chút việc riêng. Cô có về nhà không? Không. Vậy chắc chúng ta giống nhau. Lâu rồi tôi không về nhà lần nào. Từ năm 18 tuổi, tôi đã ra ngoài. Đến bây giờ chắc cũng 10 năm. Nhìn thấy chàng trai cười buồn, Hạ Vi thấy được sự bi thương trong đôi mắt của anh tại sao anh không về bởi vì không có tiền tôi cảm thấy mặc cảm lắm ba mẹ gọi điện cho tôi mà tôi cũng không dám về chỉ lấy một lý do bận rộn để từ chối ba mẹ anh còn gọi điện có nghĩa rằng họ còn nhớ đến anh chồng ngóng anh quay về tôi không biết rõ hoàn cảnh của anh nhưng mà tôi muốn khuyên anh một chút hãy trở về nhà khi mình còn có thể chàng trai cúi đầu thật thấp như thể đang do dự, cuối cùng quyết định của chàng trai cũng khiến Hạ Vi cảm thấy ấm áp. Anh lấy lựa chọn quay về nhà của mình sau 10 năm xa cách. Mặc dù cô không thể nhìn thấy, nhưng cô đoán được rằng gia đình nhỏ của chàng trai này đêm hôm nay sẽ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Vị khách cuối cùng đã ra về, Hạ Vi có thể kết thúc công việc. Cô dọn dẹp bên trong một chút rồi lấy túi sách ra về bước ra ngoài cô chỉnh lại chiếc bàng treo hạ vi chờ trọi ở giữa con phố rộng lớn tấp nập và rộn ràng không khí năm mới đang tràn ngập khắp nơi nhưng cô lại không có cách nào hòa nhập ngược lại cảm thấy lạc lõng vô cùng hạ vi đi bộ về nhà cô thuê được một căn hộ ở gần nơi làm việc để tiết kiệm tiền đi lại cô đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt không hiểu vì sao lại bước vào rồi mua một chiếc bánh, mang về. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi trên bàn ăn một mình, thưởng thức chiếc bánh kem. Thì thoảng nghe tiếng đốt pháo hoặc là hò reo của những thanh niên bên ngoài. Hạ Vi mở cửa sổ. Căn hộ nhỏ của cô được chiếu rọi bởi ánh đèn vàng ấm áp bên ngoài. Nhìn thấy cô xinh đẹp, có khá nhiều chàng trai trêu chọc cô. Họ còn tặng bánh kẹo cho cô như một lời chúc mừng năm mới. Không khí vui vẻ như vậy Nhưng Hạ Vi lại cảm thấy trống rỗng Cô mở điện thoại lên Mở kho hình ảnh lên So với hình ảnh chàng trai trong ảnh Mà cô chụp 2 năm trước Thì hoàng đăng của bây giờ Càng trở nên quyến rũ Và đậm nét trưởng thành Cô rời đi 2 năm Dường như ai cũng thay đổi Theo chiều hướng tích cực Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Sập Bẫy, một tác phẩm được viết bởi tác giả Củ Hành Không Cay. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Tâm An thực sự cảm thấy rất xúc động khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này. À, chúng ta chưa biết rõ bố mẹ ruột của cô gái Hạ Vi là ai và đến bây giờ thì cuộc sống của cô ấy vô cùng bấp bênh. Sau khi mà rời xa anh chàng Hoàng Đăng 2 năm trời, thì cuộc sống của cô ấy vẫn vậy U ám và đầy tủi thân Và không biết được rằng là cái kết của câu chuyện này như thế nào Quý vị hãy cùng với Tâm An Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập cuối Tập 5 vào trưa ngày mai Để biết thêm tình tiết thú vị của câu chuyện này nhé Đến bây giờ thì Tâm An cảm thấy vô cùng xúc động và thương Cho cô gái Hạ Vi Một quyết định mà khiến cô ấy phải dây dứt Suốt quãng đời còn lại Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại